Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không chắn, nhắn tin tránh việc trục đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác một con kéo cắt cành đúc như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Độ mới của nó thì còn khoảng 98%, gần như là mới luôn, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, made in Japan nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Cái phần lò xo này của nó thì lò xo chữ V, thì các bác chỉ cần một cái thanh thép cứng là các bác có thể chế được cái lò xo này rồi. Nếu như bị mất hoặc bị gãy thì rất là dễ dàng thôi. Và con này thì nó cũng bền vĩnh cửu luôn, gần như là không có gì lỗi lầm để hỏng các bác nhá. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Cắt cành, cắt cây này rồi các bác tỉa cành, tỉa cây rất là tuyệt vời luôn. Nó đúc liền thân như này thì rất là mềm mượt và chắc chắn nhá. Mềm mượt chắc chắn và độ sắc bén của nó khỏi phải bàn rồi. Chữ triện của Nhật đấy các bác này. Đấy, chữ triện của Nhật nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt cành như này, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Coi lên cho em là kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, hàng đúc liền thân như này. Giá sẽ là 130k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc 130.000. Coi lên cho em là kéo cành đúc nhá, cầm cho anh ấy kéo 20 ra đây. Lên cho em là kéo cành đúc này. Kéo cành đúc này. Kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em kéo cành đúc như này. Đấy, kéo cành đúc, hoặc là lên cho em là kéo cành đúc đen cũng được, nó màu đen xì như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo tỉa thì bên em có hai mẫu nhá, hai mẫu như này. Đấy, đều là hàng nội địa của Nhật hết, made in Japan các nhá, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và cái giá thì bên shop cũng thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, thì cái con tỉa 20 này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con tỉa 20 như này. Và con này là con đen, này là con tỉa 25 nhá. Đấy, thì con này chiều dài của nó là 20cm và con này chiều dài là 25cm. Đó, thì con này các bác lên cho em là tỉa 20. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k nhá. Các bác lên cho em là tỉa 20 này. Đó. Lên mã giúp cho em là tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là tỉa 25 nhá, tỉa 25. Đó, nó dài là 25 cho nên em tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một cái mã tỉa 25 như này. Giá của nó 60.000. Con này thì các bác dùng để tỉa cây tỉa cành rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Con màu đỏ này thì là tỉa 20 thì cái lò xo của nó sẽ là thuộc dạng lò xo này, rất là ngon lành luôn các bác, rất là tuyệt vời luôn. Các bác dùng để cắt cây tỉa răm tỉa cành thì rất tuyệt vời này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là lò xo chữ V nhá, lò xo chữ V cũng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60.000 cho con tỉa 25 như này. Đấy, còn con này các bác lên cho em là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái kéo cành cam nhá. Đấy, cán nó sẽ là màu cam như này. Đấy, cán nó sẽ là màu cam nhá. Đấy, thì có lô là nó sẽ ốp nhựa màu cam, có lô thì nó không ốp nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật made in Japan đây. Các bác này, made in Japan. Con này thì bên shop vẫn lên tên của nó là kéo cành cam rồi. Và cái lẫy này của nó sẽ là thuộc dạng lẫy đẩy này các bác nhá. Đấy. Lấy đẩy này, đấy rất là ngon luôn. Thép SK5 không dỉ, hàng made in Japan. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá, 70k cho một con kéo cành cam như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa này, được tặng thêm một cái lò xo này nữa. Đấy, như vậy là các bác sẽ có hai cái lò xo để mình thay thế nhau. Và khi các bác không dùng nữa mình đẩy cái lẫy vào cho em. Đấy, hàng tất cả thân cán này đều bằng hợp kim hết nhá. Đều bằng hợp kim hết. Thép SK5 không dỉ này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, và cái giá thì bên shop bao thị trường cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 70k. 70.000 cho một con kéo cành cam như này thôi các bác này, 70.000. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k. Đó, kéo cành cam này. Kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp nhá. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đấy, nó sẽ có hai màu. Màu trắng và màu đen như này các bác này. Đấy, có hai màu trắng và màu đen như này. Đây, màu trắng đây, màu đen đây. Đấy, con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác cứ uốn cong thoải mái như này cho em này. Đấy, uốn cong bẻ gập thoải mái như này cho bác này. Rất là ok, ngon lành luôn, không sợ hề hấn gì các bác nhá. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có 50.000 cho con cưa như này thôi, 50k nhá. Chiều dài của lưỡi này thì nó vào là 30cm nhá. Chiều dài của lưỡi là 30cm. Con này thì siêu tiện ích cho các bác luôn, siêu tiện ích luôn. Các bác có thể gấp gọn này. Đấy, mang đi làm, đi công tác hoặc là đi
làm vườn làm nghề này, hàng nội địa của Nhật này, bẻ cong thoải mái này. Và nó sẽ có cho các bác là cái phần khuyết như này, để khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là phần khuyết hình hạt bòng như này. Thì khi các bác dùng thì ví dụ như là cái nào nhiều mùn này, rồi là nhiều mùn rồi là nhiều dựa thì nó sẽ đọng vào cái lỗ đấy. Các bác cưa nó rất là nhẹ tay. Lên cho em là cưa trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Cưa gấp trắng đen này. Đó, cưa gấp trắng đen. Cưa gấp trắng đen nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sản phẩm để khô thì mai nhớ cất đi nhá. Sản phẩm đó là cái đũa 7 màu các bác nhá. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đấy, lô này thì hàng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi với 5 màu khác nhau. Đấy, 5 đôi đũa với 5 màu khác nhau nhá. Và đợt này giá về cho các bác chỉ còn cho các bác là đi giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn nhá. Đấy, một cái vỉ đũa bao gồm là 5 đôi như này, 2 này, 4 này, 5 đôi này. Đó, 5 đôi như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá, 45.000. Đấy. Lô lần trước thì bên shop đang bán cho bác với giá là 70.000 nhá, 70.000. Đợt này về cho các bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. 45.000 các bác nhá. Đấy. Đợt này em về hàng số lượng và thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực tốt cho bác luôn. 7 màu với 5 đôi với lại các cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp và kiểu dáng các thứ cũng rất là lịch sự không nhá. Đây, đây các bạn này. Đấy. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Màu sắc các thứ rất là ngộ nghĩnh, rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu giá thì sẽ là 45.000 cho một vỉ. Đấy, 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một vỉ như này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đó, và rất là đẹp, rất sặc sỡ các bác nhá. Đũa 7 màu. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Con này thì các bác có thể gấp gọn để mang đi du lịch, đi phượt hoặc là đi công tác, làm thợ, làm nghề đều ok hết nhá. Hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mình dùng để nấu nướng các thứ rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ có cái lẫy mở như này các bác này. Lẫy mở như này. Đấy, thì các bác mở ra con này thì nó rất là chắc chắn luôn. Mở ra đặt ở dưới đất thì nó siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Và các bác chỉ cần là nhấp như này thôi. Nhấp này là nó sẽ tự đánh lửa, tự động nó sẽ bật nhá. Các bác lắp bình ga vào đây cho em. Các cái phần kết nối ga này thì đều là bằng đồng hết nhá. Kết nối dẫn ga này bằng đồng hết, rất là chắc chắn luôn. Và những cái chân này chắc chắn lắm. Các bác có thể đun những cái xoong to thoải mái luôn. Đấy, cho vào đun xoong to thoải mái và nó chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một con bếp ga mini này thôi. Đấy, giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó. Bếp ga mini này, lên cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một con bếp ga mini như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng trầm hương. Đấy, vòng được làm từ gỗ trầm hương nhá. Gỗ trầm hương là một cái loại gỗ rất là quý và được sử dụng rất là nhiều, rộng rãi. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương Tống Gia cao cấp này. Đấy, trồng hương cao cấp Tống Gia. Giá nó đang bán là 1.800.000, nhưng mà bên shop thanh lý được cho các bác trong cái hệ thống siêu thị của Nhật thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Có mã sản phẩm, mã số thuế, mã tem, mã vạch đàng hoàng các nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ bao gồm cho bác là 108 hạt này và có cho các bác là một cái bông sen như này. Lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá sẽ là 50k thôi. 50.000 cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Con này thì công dụng của nó là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, đường huyết các thứ ổn định cho các bác và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo
đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Con này thì nó sẽ là một cái ổ điện cực kỳ là đa di năng luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt ở đây cực kỳ an toàn này. Đấy, tức là đây nó sẽ có một con át này. Điện cao là nó sẽ tự nhảy nhá. Và dây của nó thì con này chắc là dài độ khoảng là tầm 2 mét gì đấy các bác nhá. Đấy, con này chắc là dây dài tầm khoảng 2 mét gì đấy các bạn. Đấy. Đấy, con này thì dây dài 2 mét các bác nhá. Dây dài 2 mét. Đấy, con này thì dây của nó tầm 2 mét thôi nhá. Dây tầm 2 mét. Đấy thì con này các bác có thể sử dụng đây nó sẽ có đèn báo này các bác này, có đèn báo này. Và các bác có thể sạc nhanh cho điện thoại được luôn. Đấy thì các bác sử dụng cái tính năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đây em đặt vào các bác nhá. Đặt vào là sẽ có tính năng sạc nhanh như này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba ổ cắm này, ba ổ cắm ba chân. Và con này thì nó sẽ có lấy khóa để an toàn cho trẻ em nhá, tức là khi cắm ấy thì phải cắm hai bên nó mới tụt vào, còn cắm một bên nó không tụt nhá. Có 4 cổng USB luôn, 4 cổng USB, một cổng sạc nhanh cho điện thoại rất là tiện. Ví dụ các bác muốn dùng cái này thì các bác chỉ cần là đặt như này là xong. Đấy, các bác không cần phải cắm dây cắm dợ lằng ngoằng nữa. Đối với các dòng điện thoại thông minh và có công tắc đóng ngắt như này rất tiện, và có một con át như này, có con át chống giật ở đây nhá. Đấy, có con át chống giật ở đây nữa luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt, có át chống giật. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng rất là cao cấp cô nhá, rất là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Đấy, ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh này. Hoặc là lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là ổ ba chân nhá. Sẽ có là ổ ba chân nó trùng với cái kia đâu. Các cứ lên cho em là ổ điện sạc nhanh đi. Ổ điện sạc nhanh nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh ở cái kia nó là sạc nhanh iPhone nó khác. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Trong cái ổ điện sạc nhanh như này, dây của nó dài khoảng 2 mét nhá, dây dài khoảng 2 mét. Rất là tiện dụng cho bác luôn, có công tắc đóng ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, cho một con ổ điện sạc nhanh như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn Wi-Fi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn Wi-Fi. Nó sẽ là một cái dạng đèn rất là tiện ích cho các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con đèn như này và có thêm cho các bác là một cái cáp sạc thôi, kèm thêm một cáp sạc nhá. Và đây thì các bác có thể là sử dụng rất là tiện ích này. Đấy, nó sẽ có mắt cảm biến. Thì khi các bác sử dụng tính năng là tắt tự động thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì các bác sử dụng khi mà mình có thể là mình sử dụng các cái chức năng, ví dụ như là các bác đang tay chân đang bị bẩn này, thì các bác không muốn động vào cái đèn này thì nó mất vệ sinh. Bác làm cá, làm tép, làm tôm, hoặc là các bác làm những cái việc mà nó liên quan đến bẩn tay chân thì các bác chỉ cần gạt qua cho em là nó sẽ tắt, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, xếp hết sang cái ngay bên đấy đi. Giá của nó sẽ là 130.000, con này trên giá thôi. Đến mã giúp cho em đó là đèn Wi-Fi nhá. Đấy, đèn Wi-Fi này, đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con đèn Wi-Fi như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì bên shop cũng có một số mã đèn, đó là con đèn hộp nhôm nhá. Con này thì có kèm cho các bác cái quai đeo như này nhá, có kèm quai đeo và kèm cáp sạc. Con này thì siêu sáng luôn và nó có thêm cả bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái phím có hình cây thuốc lá này cho em này. Sau đó thì các bác giữ lì này nó sẽ lên này. Đó, giữ lì này sẽ lên này. Đấy. Giữ lì này nó lên đèn nhá. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Con này thì nó hết pin rồi này. Đấy, em nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, khi vận chuyển đường dài thì nó sẽ hết pin, hoặc là nhiều khi bên em cũng phải để nó hết pin để khi vận chuyển nó tránh cháy nổ các bác nhá. Đấy, thì đây con này nó sẽ rất là sáng đây các bác này. Đấy, rất là sáng luôn. Con nào hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra test thử thoải mái các bác nhá. Ok, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác yên tâm sử dụng. Có sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ và cảnh báo nhấp nháy nhá. Đấy, sáng trắng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Nhìn thẳng vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ nhấp nháy này. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tính năng cho các bác là cái tính năng bật lửa luôn. Bật lửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có một cái bật lửa như này. Thì các bác giữ lì này là cái bật lửa này nó sẽ lên này. Đấy, thấy không? Lửa lên đỏ này, các bác nhấp nhẹ là nó sẽ tắt này. Đấy, giữ lì này thì nó sẽ lên này ở cái phần bên hình cây thuốc lá này, giữ lì này lên lửa này. Nhấp này nó sẽ tắt này. Để chân đi. Cái giá thì shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Xong hết rồi. Đèn hộp nhôm này, lên cho em là đèn hộp nhôm. Cái đấy nó có chữ bên trong rồi, kệ thôi. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Đó, rồi ok.
Hello chào bác nhé. Nay thì bên shop về la liệt các cái mã mặt hàng bãi để trân trọng gửi tới các bác này. Tô vít bãi, dao dọc giấy, rồi thước rút này, các cái mã hàng rất là hot nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về tiếp cho các bác một cái mã kìm nữa cũng rất là hay và giá rất là tốt nhá. Con này thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ thì bên shop đang có bán cả cái mã kìm vàng rồi. Và con này thì nó sẽ là hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật. Thép CRV này, đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Japan đây, đó, hàng bãi của Nhật. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con kìm đỏ như này nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là kìm đỏ, giá của nó sẽ là 100k một chiếc. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhé. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp các bác này. Đó, thép CRV Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Và giá thì bên shop đang thanh lý cho bác, giá chỉ có 100.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ có cái phần đầu tiên là phần tuốt dây này. Tuốt dây của nó thì nó sẽ là từ dây 1 chấm đến 1.8 nhá. Đấy, từ dây 1 chấm đến 1.8 các bác này. Đó. Đây. Tiếp theo thì nó sẽ có cái phần là bấm cốt này. Tiếp theo là phần cắt dây này. Đấy, phần xoắn ốc này, vặn dây này và có thể là mài được luôn nhá. Ở cái đầu trên này thì nó đánh như này các bác có thể mài được này. Đó, con này thì nó sẽ là kìm đỏ đa năng luôn. Lên xem là kìm đỏ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho con kìm đỏ như này nhá. Các bác lên xem là kìm đỏ này. Đó. Kìm đỏ, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho một em kìm đỏ như này. Đấy, lên mã cho em là kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Đó, ngoài ra thì bên shop có cái kìm đầu bằng đây, có lên cho em là kìm đầu bằng hoặc là lên cho em là kìm bạc cũng được. Đó, con này thì nó sẽ là màu bạc như này. Thì các bác lên cho em là kìm bạc, đấy, kìm bạc đầu bằng nhá. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu FO dài là 22 cm. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này của nó thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật này, đó, Japan các bác này. Đây, đấy, đây, rất chất lượng cho bác luôn, cũng các bác lên mã giúp cho em đó là kìm bạc nhá, kìm bạc đầu bằng này. Ở đây thì nó sẽ có cho bác là phần tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây xoắn ốc này, rồi nói chung là nó cũng đa di năng như con này thôi. Đấy, cũng đa di năng, kích thước chiều dài của nó tương đương nhau. Nhưng mà hai con này thì nó sẽ là hàng của hãng khác nhau thì nó sẽ lệch nhau một chút nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là kìm bạc. Đấy, kìm bạc đầu bằng. Đấy, kìm bạc đầu bằng, giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là kìm bạc này. Đó, kìm bạc đầu bằng nhá. Kìm bạc đầu bằng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, 190k cho một con kìm bạc đầu bằng như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho một bác một cái mã nữa, đó là kìm tuốt dây điện nhá. Đấy, lên theo là kìm tuốt dây điện. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng đa chức năng các nhá, đa chức năng. Thứ nhất là các bác dùng để tuốt dây này, cắt dây này, bấm cốt này. Đấy, bấm cốt rồi các bác có thể là dùng để dọc dây nhá. Một cái sợi dây thì các bác chỉ cần đẩy vào đây là dọc là nó sẽ đứt ra làm đôi nhá, cái sợi dây điện nó sẽ rạch cho làm đôi, thì các bác dùng để mình làm thợ điện con này cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây điện nhá, giá của nó cũng là, các bác lên cho em là kìm tuốt dây điện, giá của nó sẽ là 95k nhá. Đó, kìm tuốt dây này, đó, kìm tuốt dây, giá của nó sẽ là 95k. Lên cho em là kìm tuốt dây nhá, giá sẽ là 95k. Đấy, con này em đang bán 100, đợt này về cho bác giá còn 95.000 cho con kìm tuốt dây như này nhá, 95k. Lên cho em là kìm tuốt dây. Tức là bên shop bây giờ đang có 3 mẫu kìm vàng, kìm đỏ, kìm bạc, rồi kìm tuốt dây. Như vậy là có 4 mẫu nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tô vít cân ký nhá. Tô vít cân ký các bác này. Đấy. Thì cân như này thì bên shop bán cho bác giá là 110.000 một cân. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả nhá. Một cân của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên dưới 10 chiếc nhá. Đấy. Nó sẽ là vào khoảng từ 10 đến từ 7 đến 12 chiếc nhá. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cân này các bạn này. Đây, một cân của nó đây. Đây nhá, một cân này em đang cân này các bạn này. Đây đây gói này, đây là một rổ này là một cân này. Thì một cân của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. 10 là đi như một cân này của nó là nó sẽ là vào khoảng là 13 đến 15 cái nhá. 13 đến 15 cái như này. Đấy thì nó sẽ có là to nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, ở đây thì những con to thì nó sẽ có cho các bác là cả dẹt cả bác khe đầy đủ như này nhá. Nó sẽ có cho các bác là 2 4 5 6 con to như này.
cả dẹt cả ba khe đầy đủ này, tha hồ thoải mái sử dụng luôn này. Đấy, tiếp theo là đến những con nhỡ này, những con nhỡ thì cũng có đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, có con nhỡ như này và có những con ngắn như này nhá, có những con ngắn như này các bác này. Đấy, có những con ngắn như này luôn. Và lô này về thì nó sẽ có cả những con cách điện như này thì dùng cũng rất là hay này, hoặc là có những con xoáy nhanh các này, có những con xoáy nhanh như này thì dùng nó rất là tiện. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít cân ký nhá, tô vít cân ký giá sẽ là 110.000 cho một cân. Đấy, các bác lên cho em là tô vít cân ký nhá. Đấy, tô vít này. Đấy, tô vít cân nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k trên 1kg nhá. Và bác nào lấy lẻ nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, 60k 0,5kg thì sẽ là 60.000 nhá, 60k trên 0,5kg. Đấy, hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ combo chọn bộ cho bác như này nhá, combo đầy đủ chọn bộ như này. Về nhà các bác tha hồ thoải mái sử dụng, dùng quanh năm ngày tháng, dùng từ đời nọ sang đời kia cũng không hết được các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm các nhá. Đấy, thước rút tự hãm đây. Thì bên shop về nó sẽ có dòng dòng 5,5m và dòng 7,5m nhá, dòng 5m và 7,5m, xin lỗi các bác, 5m này. Đấy, đây sẽ là dòng 5m nhá. Dòng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật đây, Japan. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m và 7,5m. 5m thì giá chỉ có 40k trên con thước này thôi. Ưu điểm của con này thì nó rút ra nó sẽ tự hãm này các bác này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Đấy, rất là tiện luôn. Rút ra tự hãm nhá. Đấy, thì nó rất là tiện. Rút ra nó tự hãm này con này. Đó, rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là thước rút tự hãm 5m và 7,5m. Đây, con này sẽ là con 7,5m này. Bản thì hai con này đều là to như nhau nhá. Bản của nó là 2,5 nhá. Bản 2,5, số to rõ ràng. Đấy, các bác chỉ cần sập cái này là xong. Thì khi mà các bác thao tác đo đạc thì rất là tiện, các bác không cần phải quan tâm đến cái việc là rút ra phải giữ, rút ra con này rút ra không phải giữ nữa. Các bác cứ để này. Đấy, nhấp là nó vào, nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là thước rút tự hãm. Thước rút tự hãm giá sẽ là 5m. 5m thì sẽ là bằng 40k. Đấy, còn 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k nhá, nó chỉ có lệch nhau có 10.000 thôi. Thì các bác lấy loại nào thì lấy. Lên cho em là thước tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Thước rút tự hãm này, đó, thước rút tự hãm. Giá của nó rất hợp lý cho bác luôn. 5m sẽ là 40k và 7,5m là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo hoặc là bán lẻ. Đấy. Combo thì bên shop sẽ bán giá của nó sẽ là 10 combo thì sẽ là mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 30.000. Còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 một chiếc nhá. Đấy. Mà các bác mua lẻ thì sẽ là 15.000 trong chiếc như này. Đấy, còn mua combo thì từ 3 chiếc trở lên thì tính cho bác với giá đó là 30.000 một chiếc. À, 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đấy, tức là mua combo 3 cái trở lên thì giá chỉ có 30.000 thôi. Giá chỉ có 30.000 cho 3 chiếc như này nhá. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá. Con này thì nó rất là tiện luôn. Đấy, sẵn dao và lưỡi như này rồi, các bác về chỉ việc dùng thôi. Nó rất là tiện. Đấy. Thì anh em làm thợ làm nghề hoặc là các bác làm đồ thạch cao, thạch tiếc hoặc là các công việc đều ok hết này. Đấy, các bác chỉ cần tháo cái lẫy ra cho em này. Đó, sau đó thì thay lưỡi thì chỉ cần đẩy ra thay lưỡi bình thường nha thôi. Đấy, thay lưỡi bình thường sau đó các bác lại đẩy vào nhá. Đấy, lò xo lò giếc của nó rất là ngon luôn. Phần cán của nó thì sẽ có bọc cao su non và bên trong của nó là nhựa cứng nhá, nhựa cứng bọc cao su non. Cầm nắm cực kỳ êm ái và chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Mua lẻ thì sẽ là 15.000 trên một chiếc nhá. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 30.000. 30.000 tức là vào 10.000 một chiếc thì khuyến khích các bác nên mua cả 3 cái luôn. Đó. Lên cho em là dao dọc giấy nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao dọc giấy này. Đó, dao dọc giấy. Dao dọc giấy giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc. Và mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là bằng 30k nhá. 30.000. 15k trên một cái. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng độc lạ và giá thì chỉ có cho các bác là 10-20k thôi. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nhá. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không lúc các bác nhận hàng các bác không kiểm tra xong các bác thanh toán xong đến hàng lỗi hàng hỏng hoặc là có vấn đề gì trục trặc các bác lại bảo bên em không có trách nhiệm thì nó mất công. Các bác lưu ý giúp cho em. Đang nóng lên rồi. Mã sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop còn 4 cái đồng hồ nữa các bác nhá. 4 cái đồng hồ nữa.
Thì con này thì không biết là nó lỗi máy hay như nào, thì nói chung là hàng không chạy. Đấy thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá 20.000 cho một cái đồng hồ như này. 20.000 các bác nhá. Đấy. Thanh lý giá chỉ có cho các bác là 20k thôi, bán xả lỗ nặng cho các bác luôn. Xả lỗ nặng các bác nhá. Đấy. Một con đồng hồ như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Bên em còn 4 con nữa. Đấy bác nào lấy thì lấy các bác nhá. Đấy còn 4 con nữa thôi. Giá thanh lý cho bác 20.000 cho một chiếc đồng hồ như này. Hàng thanh lý là yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá, kể cả 20.000 cũng phải chuyển khoản bên em mới bán. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thanh lý này. Đồng hồ thanh lý giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k và bên em có 4 cái nhá, còn 4 cái nữa. Đấy 20k trên một cái nhá. Không các bác lại hiểu nhầm 20k 4 cái. 20.000 trên một chiếc như này và em bán là 20.000 một chiếc và còn 4 chiếc là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy, chứ còn nhận hàng thanh toán là bên em cũng không bán đâu. Đấy, hàng thanh lý rồi. Cho nên là bắt buộc là phải chuyển khoản bên em mới bán cơ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Winling, hàng của Đức các bác nhá. Bộ nồi 6 món hàng của Đức đây. Hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện đựng trong một cái hộp như này đây. Hàng của Đức các bác này, Germany nhá, Germany. Đó, hàng của thương hiệu Beijing nhá, Beijing của Đức các bác này. Đấy, En Beijing các bác này. Uy Binh của Đức, nói chung là chữ Đức thì nó lằng ngoằng hơi khó đọc. Hàng của Đức các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Germany các bác này, Germany hàng của Đức. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức 6 món này. Bộ nồi Đức 6 món thì con này bên em sẽ bán theo cái chương trình như sau. Đấy, bắt buộc là phải cọc nhá. Đấy. Bắt buộc cọc này. Đấy, bắt buộc cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá. Đó. Bộ nồi này thì bắt buộc các bác phải cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá, cọc 100. Đấy thì giá của nó sẽ là 740k nhá, 740.000. Còn bác nào chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết thì bên em ưu tiên cho bác là chuyển cho em 700.000 thôi. Chuyển cho em 700.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác là xong. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi vung lệch như này nhá, nồi vung lệch như này. Hàng thì lưu ý các bác là nó sẽ là một cái dòng hàng đáy 5 lớp nhá. Đấy, đáy 5 lớp như này thì các bác có thể đun được bếp từ này, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Đây, logo của hãng này. Đấy, kính của nó là bằng kính cường lực này. Mặt nắp và quai thì đều là hàng mạ vàng hết nhá, mạ vàng 18 carat. Cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì con này của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. 2 lít quai lệch này. Đấy. Sau đó thì đến cái con này là dung tích là 2 lít quai bằng này, 2 lít quai bằng này. Đấy. 2 lít quai bằng cho các bác luôn. Đó, 2 lít quai bằng này. Tiếp theo là đến con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. 3 lít như này. Đấy. Hàng đế của nó rất dày các bạn, dày lắm luôn. Đấy, dày siêu dày cho bác luôn. Đấy và cái giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Đó, con này thì giá rất hợp lý rồi. Giá chỉ có 700.000 đối với bác nào chuyển khoản hết, còn 740.000 là nhận hàng thanh toán nhưng vẫn phải cọc trước 100. Đó, tiếp theo con này nó sẽ là dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, em này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít này. 4 lít cho em này các bác này. Đấy, em này sẽ là dung tích 4 lít nhá. Đấy, dung tích 4 lít cho em này. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em này dung tích của nó sẽ là hàng cực kỳ là đại luôn, hàng 5 lít nhá. 5 lít này thì các bác có thể luộc một con gà thoải mái quá nhá. Luộc một con gà 2-3 cân là thoải mái luôn. Thoải mái cho các bác luộc một con gà 2-3 cân, 4 cân cũng được. Đó, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đây, 5 lít nhá. Cái này thì em sẽ báo theo lít nhá, báo theo lít để các bác nắm được nhá. Hàng siêu dày luôn, đế 5 lớp này. Đó, các bác có thể đun được 5 loại bếp này. Đấy, bếp ga này, bếp Glassimic này, halogen này, rồi electric này. Đấy, bếp điện, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Và tiếp theo là một con chảo nhá. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20 con này thì nó vào khoảng là 28 cm gì đấy nhá. Con chảo này thì vào khoảng 28 cm. Đó, chảo này thì 28 cm các nhá. Đó, 27-28 cm gì đấy. Đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và con này thì có nắp đậy nhá. Đấy, ưu điểm của con chảo này có nắp đậy. Các bác có thể chiên rán này, đồ ăn thừa mình có thể là đậy vung vào là xong. Hoặc khi mình chiên rán có vung đậy như này. Chảo có vung thì mình chiên rán nó sẽ không bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài các bác nhá. Rất là tiện ích cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho Phạm Huấn đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bắt buộc cọc trước 100.000 thì sẽ là 740, còn chuyển khoản hết thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là kìm vàng đa năng nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này các bác này. Lên cho em là kìm vàng đa năng. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000 nhá. Đó. Kìm vàng 130k. Đó, 130k cho. Các bác cái kìm đỏ đây.
các bạn cái kim đỏ, kim vàng, các bạn kim đỏ đây, kim vàng sẽ là 130.000 nhá. 100 một chiếc thôi. 130.000 cho con kim vàng như này. Con này thì chức năng của nó sẽ là bấm tuốt dây này, bấm cốt này rồi cắt dây cắt chiếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy thì bên shop về đợt này nó sẽ có hai mã nhá, một mã kim vàng và một mã kim đỏ. Chất lượng thì hàng đều là hàng của Nhật nhưng con kim đỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, một hàng thì là Nhật xuất Mỹ, một hàng là hàng nội địa của Nhật nhá. Thì con kim đỏ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 100.000, còn con kim vàng này là 130.000 nhá, 130.000. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có một cái lò xo chữ V đẩy này, một cái lò xo chữ V để đẩy ra cho các bác này. Đó, còn con này thì nó khá là trơn rồi cho nên là cũng không cần phải lò xo, mình dùng trực tiếp bằng tay thôi. Nó sẽ có là tuốt dây này, bấm cốt cắt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì lên cho em là kim vàng, giá sẽ là 130.000. Đấy, còn con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kim đỏ nhá. Kim đỏ giá sẽ là 100. Cán là màu đỏ mà, lên cho em là kim đỏ này. Giá sẽ là 100k cho em kim màu đỏ như này thôi. 100.000 các bác nhá. Thì các bác có thể lấy kim vàng hoặc lấy mà lấy kim đỏ thì lấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Nồi này thì bên shop lên nó sẽ cái mã này nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, giá sẽ là 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên không dầu nhá, nồi chiên không dầu này. Đấy, nồi chiên không dầu. Cái này của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít này. 10 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 590k nhá, 590.000. 590.000 cho một con nồi chiên 10 lít như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lưu ý các bác là 10 lít cả vỏ nhá, hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, hàng sử dụng điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V. Công suất 1500W, 1500W điện 220V rất là tiện ích luôn ạ. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng nhá, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nó sẽ có một cái lưới như này các bác này. Thì các bác có thể để vào đây để khi mà mỡ màng các thứ nó chảy xuống này. Đấy, và nó sẽ có chân như này luôn thì các bác để là cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, và con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì phải vặn cho em hai công tắc nhá, cả công tắc phút cả công tắc nhiệt độ này thì nó mới lên các nhá. Còn nếu các bác vặn nguyên nhiệt độ không thì đèn nó sẽ không lên đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy. Con này thì nó sẽ là dơ le ngắt nhá. Đấy, nó sẽ có dơ le ngắt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590.000 cho mấy em nồi chiên như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây là cái con mai so của nó này. Mai so này, cánh quạt này. Đấy, đây là cái cánh quạt này, cánh quạt bên trong này. Và đây thì nó sẽ có cái thoát khí này, thoát hơi đấy các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 590.000 cho một cái đồ chiên không dầu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 304L nhá, 304L con này. Đấy, inox 304, không bắt nam châm luôn. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái. Một cái bộ thìa này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức. Hàng cực kỳ ngon lành, dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 55.000. Đó. Lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đấy, tại vì là em có cả bán lẻ luôn. Hộp thìa Đức này giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái hộp thìa Đức như này bao gồm cho các bác là 5 cái. Cái này thì các bác lên mã cho em là hộp. Bên em có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì nó sẽ là cả môi luôn. Đấy, có bán lẻ thì đây cái lẻ này nó sẽ là 10 bao nhiêu nhỉ? 30. Cái lẻ này thì nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Hàng cũng của thương hiệu Winling của Đức luôn. Nhưng mà hàng này của nó thì nó sẽ là dày dẫn gấp đôi luôn nhá. Dày dẫn gấp đôi luôn các bạn. Đấy, độ dày của nó gấp đôi cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 30.000. Còn cái này thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức này. Đây con này. Đấy, cái độ dày của nó khác nhau hoàn toàn nhá. Độ dày của nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, thì các bác biết rồi. Tiền nào của đấy thôi. Một loại là 30.000 một chiếc và một loại là 55.000 cho 5 chiếc nhá. 55.000 cho 5 chiếc thì các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng thôi. Và em bán thì nó cũng là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, cũng là hợp lý thôi. Các bác trông so sánh hai cái là các bác biết rồi. Thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức thì sẽ là 55.000. Còn nếu các bác mua cái loại thìa mà thìa rời như này thì các bác lên cho em là thìa Đức là được rồi. Thìa Đức giá sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên. Rồi các bác lên cho em là thìa lẻ nhá, thìa lẻ này. Đó. Thìa Đức lẻ nhá. Đấy, thìa Đức lẻ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi của Đức đây. Môi này thì nó cũng là hàng thương hiệu Winling của Đức.
Con này thì siêu bền rồi, siêu bền, siêu đẹp. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ là không bị đánh dập lõm nhá. Khi mà các bác dùng cái môi mà bị dập lõm ấy thì mình rửa nó rất là lâu sạch và nó sẽ bị đọng nước. Nhưng mà cái môi mà nó dạng như là trơn như này thì khi các bác rửa chỉ cần tuốt qua cái này là xong. Và lòng của nó cũng rất là vũng luôn. Hàng inox 304 bền đẹp, sáng bóng và chắc chắn nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức hai hình người đây. Lên cho em là môi Đức nhá, giá sẽ là 60.000 cho một cái môi Đức như này thôi. Đấy, lên cho em là môi Đức, giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một cái môi như này. Đấy, cái môi này thì bên em chỉ có một mã thôi. Các bác lên cho em là môi Đức, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái môi như này nhá. 60k cho một cái môi như này, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa sứ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 vỉ nhá, 5 vỉ đũa như này. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi như này. Đũa thì bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác có thể dùng là bát sứ, thìa sứ. Đấy, và bây giờ dùng thêm cả đũa sứ nữa là trọn bộ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ là xịn sò luôn. Ưu điểm của con này thì khô nhanh này, không bị nấm mốc vi khuẩn xâm nhập này. Đó, và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, một vỉ 5 đôi. Lên mã giúp cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đó, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ như này. Đấy, 60k trên một vỉ nhá. Một vỉ của nó sẽ là bao gồm là 5 đôi, 60k trên một vỉ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Các bác lên cho em là giá xoay này. Con này thì nó sẽ có kèm cho bác một cái miếng dán như này, thì các bác có thể về để mình dán sticker thì tùy theo các bác thôi. Đó, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Con này các bác chỉ cần là để xuống bàn này, sau đó thì mình nâng lên như này. Đấy, nâng lên như này là xong. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cả nâng cái chiều dài này lên được này. Đấy, và có thể điều chỉnh như này thì nó rất là tiện đây. Các bác này, em để cái điện thoại này rất là ngon luôn nhá. Để đứng để nằm đều được hết nhá. Máy tính iPad, máy tính bảng đều ok hết. Thì có thể rút lên như này, các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, có thể điều chỉnh rất là ngon luôn. Thì lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 40k. Bỏ cái giá đứng ở đây coi. Lên cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Đặt trước đang là 50k, đợt này cái giá này. Đợt này về cho bác giá còn 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con giá xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái giá cao hơn một chút, đó là cái giá đứng nhá. Cái giá đứng thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này này. Về nhà thì các bác bắt cho em cái chân này vào đây này. Đấy, bắt cho em cái chân này vào đây đã này. Đó, sau đó thì tiếp tục là mình kết nối các cái bộ phận này vào đây cho em là xong. Đây, cái này thì nó sẽ vào đây này. Và đây, sau đó thì các bác lắp cái chân này xuống này. Lắp cái chân này xuống, cái này thì nó có thể rút lên rút xuống được này. Có thể rút lên rút xuống được tùy theo mình điều chỉnh nhá. Đấy, và cái chân này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Đấy, các bác xoáy cái này vào đây cho em. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì các bác kết nối cái này vào. Đấy, về nhà thì kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Trẻ con nó cũng làm được, cho nên là các bác cứ nếu mà các bác có tí tuổi rồi mà không làm được thì cứ mang sang nhà hàng xóm mượn mấy cái thằng trai trai ấy, bảo mày lắp cho bác cái giá này là nó sẽ lắp cho các bác nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây, cho vào đây cho em này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là tụt lên tụt xuống được nhá. Tụt lên tụt xuống được luôn. Nó cũng rất là tiện. Đây. Đấy, tụt lên tụt xuống như này rất là tiện các bác này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh lên xuống nhá. Đó. Đây. Cái này thì các bác xoáy lỏng lỏng một chút để mình có thể mình rút lên hoặc tùy chỉnh lên xuống được. Đó. Và tất cả các cái nấc này đều có điều chỉnh được hết nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần lắp đặt vào này cho em là xong. Sau đó thì xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái chân đỡ này vào. Chân đỡ này của nó thì nó khá là nặng luôn, để nó giúp cho cái điện thoại của mình nó giữ ở trạng thái là luôn luôn là thăng bằng nhá, luôn luôn thăng bằng như này các bác này. Rất là tiện các bác này. Đấy, thì đây em sẽ lắp điện thoại vào cho các bác xem này. Đấy, đây thì nó sẽ là cái dạng giá kẹp như này. Đây. Đấy các bác theo, đây em để đứng thoải mái nhá. Đấy, hoặc xoay ngang này, hoặc các bác có thể ngửa lên ngửa xuống này, hoặc là mình có thể tùy chỉnh cái này để tăng giảm cái độ cao thấp này. Đấy, xoay chuyển đều được hết nhá. Đó, thì nó sẽ là một con giá như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lướt TikTok để xoay đứng như này này, hoặc để ngang như này để xem YouTube này, hoặc có thể xoay chỉnh tùy theo nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lên cho em là giá đứng nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Lên cho em là giá đỡ điện thoại đứng. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Đấy, giá điện thoại đứng này, giá điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một con giá đứng nhá. Còn con giá xoay thì sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello các bác nha, nay thì bên Phạm Vấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, đăng ký kênh và chia sẻ. Rồi ok. Các số hotline của em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn năng lượng 3 cánh các bác này. Đèn năng lượng 3 cánh thì đây nó sẽ là một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời và có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này về thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó nhá, tấm pin năng lượng pin dài này.
có cả điều khiển từ xa luôn nhá, có cả điều khiển, các bác có thể dùng điều khiển từ xa này. Và lưu ý các bác là con này thì mình chỉ để ở cái vị trí thấp thôi, và các bác có thể rút ra để mang đi mang lại được, tại vì con này của nó thì khi mà các bác cắm sạc vào thì nó lại không lên nhá, cắm sạc vẫn không lên. Đấy đây, mới hôm qua về cái thùng mà trong nhà ấy, mà kia để trong nhà một thùng to anh mới bóc mà. Đây đấy, thì con này khi mà các bác cắm sạc vào nó sẽ không lên nhá, cho nên các bác phải rút sạc ra cho em này. Đấy, rút sạc ra là nó sẽ lên bình thường. Ở đây con này rất là sáng luôn, công suất mặc định của nhà sản xuất của nó là lên tới 500W các nhá, 500W đây. Cái này còn là độ sáng bao nhiêu thì tùy theo của các bác thôi. Đó thì mặc định của nhà sản xuất như nào thì em cũng nói như thế thôi, nhưng nói chung là nó cũng rất là sáng và nó có thể xoay chuyển như này các bác này. Đấy, có thể lật đi lật lại như này. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy, ánh sáng rộng các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là làm các công việc, nói chung là cũng rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng 3 cánh, giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hả? 180.000 các nhá. Đấy, lô này hàng về giá tốt 180.000. Con này thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện, các bác chỉ cần là cắm sạc pin năng lượng mặt trời vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời như này. Đấy, dây dạ các thứ đàng hoàng, và kèm thêm cho các bác là một cái điều khiển nữa để các bác sử dụng luôn. Nó cũng rất là tiện và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời này. Đèn năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chai như này nhá, 5 chai như này. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá, dòng nước hoa chiết cho nên là cái dung tích của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái này thôi, nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng mà một hộp này của nó thì nó được tới 5 chai liền các nhá. Một hộp của nó được tới 5 chai liền cho nên các bác thao hồ sử dụng luôn. Và nó sẽ là thuộc cái dòng là nước hoa lan như này các này. Nước hoa lan như này, rất là thơm luôn. Mùi thơm thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể sử dụng để mình sức ở nhà hoặc là khi đi ra ngoài cũng rất là ok, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, giá của nó chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai như này, bao gồm cho các bác là 5 chai. Nó là dòng nước hoa chiết, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay này thôi nhá. 60.000 cho 5 chai này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái đèn các nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này và có kèm cho các bác là cáp sạc nhá. Nó thì nó sẽ có hôm thì lô về màu đỏ, có hôm thì lô về màu xanh đậm, có hôm thì về lô màu quân đội nhá. Hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có kèm một cái cáp sạc như này. Con này thì màu sắc cực kỳ là đẹp luôn và nó bằng nhựa nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, các bác có thể bật lên như này. Và con này có thể điều chỉnh tăng giảm chiết áp nhá. Đấy, vừa tắt bật vừa tăng giảm chiết áp được luôn. Đấy, các bác có thể tắt đi này, bật lên này và tăng giảm chiết áp rất là ok nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang phân phối tới các bác giá chỉ có 130.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ sử dụng một cái quả pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể, hỏng pin thì các bác có thể mua thêm pin. Bên em có bán 30.000 quả pin như này thôi. Giá chỉ có 30.000 cho một quả pin này thôi, rất là tiện các nhá. Đấy. Và con này thì các bác có thể dùng để deco trang trí phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách rồi nhà hàng khách sạn đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Đèn mang sông này, đó, đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con massage cánh bướm nhá. Có lên cho em là massage cánh bướm. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân massage này, một máy như này. Về nhà thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng ra cho em này. Đó, sau đó thì các bác dán trực tiếp cái phần miếng dán này lên lên cái phần cơ thể của mình nhá. Đấy, lên phần cơ thể của mình này. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con máy như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó. Lắp cái máy này vào đây này. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em. Đó, các bác kết nối vào đây cho em này. Đây, kết nối vào cái phần máy này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó, bật lên này. Bật lên thì là bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy nhá. Đấy, và các bác cứ thế mình bật lên. Sau đó thì mình dán vào cho em này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra. Mình dán vào đây. Đây em sẽ dán trực tiếp lên cái phần bắp đùi này cho các bác xem này. Đấy, đây dán trực tiếp lên bắp đùi nhá. Sau đó thì các bác bật dấu cộng này hai lần là máy sẽ chạy này. Đấy, bác thấy không? Máy chạy khỏe luôn. Đấy, đây em mới bật có gọi là cấp độ 1 thôi mà nó đã chạy rung như này rồi các bác này. Đấy, thì con này nó sẽ là vừa massage xung điện vừa là rung luôn nhá. Vừa rung vừa massage xung điện luôn. Đó, dùng rất là đã các bác này. Đấy, các bác có thể tăng ở đây nhỉ, tăng cấp độ ở đây. Đấy, các bác thấy nó giật cái bắp đùi em kinh không? Đó, thì massage cơ thể rất là tốt luôn. Các bác ấn dấu cộng thì nó sẽ lên,
ấn dấu cộng là hai lần là máy bắt đầu chạy này, ấn dấu trừ đến hết là nó sẽ tắt đèn này, và chữ M này là đổi chế độ nhá. Đó, và các bác cứ dán vào cơ thể này, chỗ nào đau nhức mỏi thì các bác dán vào cho em để giúp cho nó massage cơ thể này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con massage cánh bướm như này, giá chỉ có 40.000 thôi, 40k cho con massage cánh bướm như này nhá. Đấy, lên cho em là massage cánh bướm, giá sẽ là 40k. Đó, massage cánh bướm này, đó. Massage cánh bướm nhá. Đó, nó hình cánh bướm như này, lên cho em là massage cánh bướm nhá. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 trong chiếc massage cánh bướm như này. Rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho các bác. Cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác thiên nga nhá. Các bác lên cho em là lọc rác thiên nga. Con này thì dùng nó rất là tiện, ví dụ như là các bác ở trong cái chậu rửa bát nhà mình ấy, nó có rác rưởi, các bác chỉ cần đưa cái lọc rác này vào, mình đổ rác vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện, nó không như là những cái chậu, những cái rổ khác thì nó khó này. Và nó con này thì nó sẽ có cái quai đeo mà mình đeo trực tiếp lên cái phần đầu bếp ga này là xong này, à đầu cái phần vòi rửa là xong. Đó, nó rất là tiện dụng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, chỉ có 25k thôi. 25k. Lên cho em là lọc rác thiên nga nhá, lọc rác thiên nga. Lọc rác con này nó sẽ là hình thiên nga cho nên bên em gọi nó là lọc rác thiên nga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000. Để em sẽ có video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha, nếu bình thường các bác dùng những cái rổ như này thì nó rất là mất công và bẩn thỉu này. Đấy, các bác chỉ cần treo vào cái góc cho em. Đấy, rác rồi đồ ăn, đồ uống, thực phẩm, sau đó thì mình đổ rác vào trong thùng, sau đó thì mình lại lấy cái rổ này mình đựng bú rác các thứ luôn, rất là tiện nhá. Lên cho em là lọc rác thiên nga nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khò, cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây về nhà các bác đẩy cho em cái lẫy khóa này ra này, đẩy cái lẫy khóa này ra thì mới bật được nhá. Đấy, nó sẽ có lẫy khóa như này, các bác đẩy hết cho em cái lẫy khóa này ra thì mới bật được này. Đây, các bác bấm này nó sẽ lên này. Đấy, bấm này sẽ lên này. Đây, lửa con này, đó. Đấy, thấy không? Đó, rất là ngon luôn. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mồi bếp khò, bếp ga, rồi nói chung là để nhóm lửa, nhóm bếp cũng rất là ok. Lên cho em là bật lửa cây, giá sẽ là 40k nhá. Đó, bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Đó, bật lửa cây này, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây nó sẽ có cái lẫy khóa nhá. Có cái lẫy khóa thì về nhà các bác phải thả cái lẫy này ra này thì mình mới bật được này. Đây, qua đây. Đó, qua theo. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Chỗ này em nó đang có lửa, đang có gió cho nên là nó bị tắt nhá. Đó. Khóa cái lẫy nào cho em là xong. Đó. Để phòng trẻ con nhá các bác nhá. Và có điều chỉnh ga to nhỏ đây. Đấy, lên cho em là bật lửa cây giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng đi nhanh thôi. Đây, nó sẽ là một cái đốc sạc và pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Đấy, bên em bán theo combo cả đốc cả pin như này, về nhà các bác dùng pin hết thì mình lại lôi ra mình cắm vào cái đốc sạc này cho em. Đó, cả đốc cả pin là 65.000 nhá. 65.000 cho combo như này và không có bán lẻ nhá. Để lên cho em là đốc sạc kèm pin này. Đó, đốc sạc cộng với lại pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k trên một bộ nhá. 65k trên một bộ, bên em không bán lẻ nhá. Đấy, lưu ý các bác vậy luôn, không bán lẻ, chỉ có bán đốc sạc kèm pin như này thôi. Pin này của nó là pin đồng hồ và pin lắp vào mic karaoke đấy. Nếu các bác mà dùng cái mic karaoke pin dài thì nó đúng là loại này luôn. Còn cái mic karaoke mà pin đôi thì em không nói làm gì rồi. Còn pin dài thì chuẩn là loại này luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là đốc sạc kèm pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tất của Nike nhá, tất của Nike. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu ghi và màu đen. Đấy, có màu ghi và màu đen. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đây, nó sẽ là một cái loại tất cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực tốt luôn, chống hôi chân, chống nấm mốc, rồi nói chung là chống các loại chống luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì sẽ là 80.000. Đấy, tất hộp 5, một hộp là 5 đôi và giá sẽ là 80.000, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất hộp nhá, đựng trong hộp như này, tất hộp 5, hộp của nó là 5 đôi và giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho 5 đôi tất như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Đấy, ví xanh. Cầm cho anh là cái ví hồng này. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh, một con ví xanh như này thì nó sẽ đầy đủ các cái bộ phận cho các bác này, bao gồm như là lấy dây tai này, nặn mụn này, rồi mài móng này, rồi nạo gót chân này, có cả nạo gót chân và có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn nhá. 4 cái bấm móng như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, 4 bấm móng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên cho em là bộ móng xanh nhá, ví xanh nhá. Con này thì các bác lên trực tiếp cho em là ví xanh luôn. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này nhá.
100.000 cho một em ví xanh như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 cái bấm móng này, 4 bấm móng này, rồi lấy giấy tai này, nặn mụn này, rồi nạo gót chân nhá, có cả nạo cả mài luôn. Cái này để mài này, các bác thay cái lưỡi này đi để mài này. Rồi kìm kéo, rồi nhíp nhổ các thứ, nhổ dâu. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100.000 con ví xanh như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái ví hồng nhá. Các bác lên cho em là ví hồng. Con ví hồng này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy, 60k nhá. Ở đây thì nó sẽ cũng đầy đủ cho các bác luôn, ba cái bấm móng này, một kéo, một kìm, rồi nặn mụn, rồi tẩy, rồi mài móng, rồi lấy giấy tai các thứ, cũng đầy đủ combo cho các bác. Nhưng mà cái này của nó thì nó sẽ ít chi tiết hơn, nó không có cái nạo gót chân mà chỉ có ba cái bấm móng thôi. Đấy, thì con này nói chung là dùng cũng ok thôi, hàng đẹp, chất lượng. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, lên cho em là ví hồng nhá. Có hai mẫu, một mẫu ví xanh và mẫu ví hồng. Các bác lấy mẫu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, tiền nhiều thì sản phẩm nhiều, tiền ít thì sản phẩm ít nhá. Lên cho em là ví hồng nhá. Lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con ví hồng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn nhá, bật lửa la bàn. Màu của nó là màu vàng gôn rất là đẹp này. Đấy, một con màu vàng gôn rất là đẹp. Và nó sẽ là một con bật lửa kèm la bàn này, kèm khui bia, rồi kèm móc khóa luôn. Hàng đa di năng nhá. Đấy. Con này thì bật lên thì nó sẽ có đèn lên này. Đấy, bật lên, khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn lên như này. Đó, có đèn lên và đèn của nó cũng là đèn 7 màu luôn, rất là đẹp này. Đấy, đèn lên 7 màu luôn. Bật lửa la bàn, móc khóa, rồi khui bia nhá. Đấy, rất là nhiều chức năng cho một con bật lửa như này. Đấy, có dây móc khóa đeo cho bác luôn nhá. Có cả dây móc khóa đeo như này, rất là tiện này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bật lửa la bàn như này nhá. Màu vàng gôn rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là bật lửa la bàn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Đấy, lên cho em đó là bật lửa la bàn này, bật lửa kèm la bàn luôn. Thì lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa này, la bàn này. Đấy, giá của nó sẽ là 120k. Bên shop có mấy mẫu cơ, cho nên các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen có nhá. Quay lên cho em là bộ dao đen đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ dao đựng trong hộp như này. Và hàng thì cái giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Lên cho em là bộ dao đen nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bộ dao đen nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác. Thứ nhất là nó sẽ có cho các bác là một kéo này. Đây, một cái kéo như này. Con kéo này thì các bác có thể dùng đa chức năng luôn. Thứ nhất là mình dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi các bác có thể dùng để đánh vảy cá này, đánh vảy cá, rồi nói chung là cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Đấy, và kèm cho các bác là một cái liếc như này. Một cái liếc như này nhá. Một liếc như này các bác này. Đấy. Là hai món này. Với lại kèm thêm cho các bác nữa là có ba con dao nhá. Có ba con dao như này con này. Ba con dao như này. Thì dao cán của nó thì cán bằng nhựa nhá. Và dòng này thì nó cũng có con dao dao chặt này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi. Thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, và nó sẽ là hàng phân khúc tầm trung. Đấy, cũng rất là vừa vặn cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, dao thì nói chung là rất là bén rồi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem. Dao thì cũng khá là bén có nhá. Đây các bác này. Đó, đây các bác nhá. Dao rất là bén luôn. Đấy, dao rất là bén các nhá. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thái lọc rồi băm đều được hết nhá. Đấy. Dòng này thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, cho nên là các bác chỉ dùng để mình băm nhẹ được thôi, chứ còn chặt thì em cũng không khuyến khích nhá. Tại vì là thực ra thì nó cũng nhỏ gọn thôi, chứ nó không quá là to các nhá, không quá là to. Cho nên là con này thì các bác dùng chỉ để mình băm nhẹ thì được, hoặc là thái lọc. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Sẽ bao gồm cho các bác là ba dao này, một kéo một rũa như này. Đấy, ba dao một kéo một rũa như này. Đấy, nói chung là hàng thì khá là đẹp nhá, khá là đẹp luôn. Chất thép, chất thiết của nó sáng bóng đẹp. Đấy, thép không gì, thép Nhật sáng bóng đẹp. Và cái giá của nó thì cũng rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 130.000 cho một bộ dao đen như này. 130k nhá. Và lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Lên mã giúp cho em là bộ dao đen này. Đó. Bộ dao đen giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một bộ dao đen này thôi. Giá chỉ có 130 thôi, giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái bộ ba nước hoa nhá.
các bác lên cho em là bộ 3 nước hoa. Thì đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một hộp này, một set này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chai nước hoa luôn, 3 chai nước hoa cực đẹp luôn các bác nhá. Đấy, dòng này thì các bác có thể dùng nam nữ đều được cả nhá, nam nữ đều được cả, thì các bác có thể dùng đều ok hết nhá, nam cũng được mà nữ cũng được, dùng ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Một bộ bao gồm cho các bác là 3 chai nước hoa như này nhá, 3 chai nước hoa như này. Đấy, 3 chai nước hoa với 3 mùi hương khác nhau. 3 chai nước hoa tuyệt đẹp luôn với 3 mùi hương khác nhau các bác nhá. Đó, một lọ này của nó thì sẽ bao gồm là một lọ này là sẽ là 30ml các bác nhá, 30ml các bác này. Đấy. Mùi thơm thì cực kỳ là dịu nhẹ, dễ chịu và quyến rũ nhá. Đấy, nó sẽ có 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau. Đấy, 3 lọ 3 mùi hương khác nhau. Đấy. Nam nữ đều dùng được hết nhá, nam nữ đều dùng được hết. Các bác lên cho em là bộ 3 nước hoa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ 3 nước hoa này. Bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000. Đấy, 150.000 cho một set 3 lọ này. Đấy. Một set 3 lọ như này. Giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 cho 3 lọ nước hoa như này, rất tuyệt vời luôn, để cho các bác sử dụng khá là hợp lý cho bác luôn nhá. Khá hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 3 nước hoa, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho bộ 3 nước hoa như này thì rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình nhá các bác nhá. Đó. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà sinh nhật, sinh nhật cũng rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai dòng, một dòng là của Nhật và một dòng là của Hàn Quốc. Đây, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác này. Đó, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc đây. Đấy, đây, made in Korea nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 50.000, 50.000 cho một cái lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Có lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng mà nó sẽ không có siêu đâu nhá, không có siêu đâu. Đấy, nó sẽ là lọ trực tiếp như này. Tinh chất của nó thì tinh chất chuyên để làm trắng nhá. Đấy. Con này thì tỷ lệ làm trắng của nó lên tới 93% nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Dùng cực kỳ là ngon luôn, và bác nào răng xỉn, răng ố vàng, răng đang bị đổi màu nhá, các bác dùng con này cho em trong vòng từ 3 đến 5 tháng. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là các bác sẽ cải thiện rõ rệt cái tình trạng răng ố vàng của mình luôn. Lên mã giúp cho em đó là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, kem đánh răng Hàn Quốc này. Đó. Đánh răng Hàn Quốc nhá. Đánh răng Hàn Quốc giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó, 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này, chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật cũng là hàng made in Japan luôn đây, made in Japan này. Lọ này của nó sẽ là 170g nhá, 170g. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Con này của nó cũng không có niêm phong luôn nhá, không có niêm phong luôn. Con này thì tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật nhá, tinh chất gạo Nhật, chuyên giúp cho các bác gọi là trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Hàn Quốc thì chuyên làm trắng răng, còn của Nhật này thì các bác đây, đấy cái màu hồng của cái níu lợi này, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng, dùng cực kỳ là tốt luôn, viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác một cái lọ như này. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này, 70.000 cô nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kia con lấy dây tai đèn nhá, lấy dây tai đèn. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu lấy dây tai, một cái đầu gấp và pin, rồi các cái công cụ như này các bác này. Đấy, qua lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, lấy dây tai đèn này. Dây tai đèn, giá của nó sẽ là dây tai đèn, giá nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm thì nó cơ bản như vậy rồi. Đây các bác này. Dây tai có đèn gồm hai sản phẩm, một là dành cho dây tai khô và một là dành cho dây tai ướt. Cái gấp là dành cho khô và cái cào dành cho dây tai ướt. Đấy, các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Bộ dụng cụ dây tai ướt cho em xem. Bộ dụng cụ dây tai ướt gồm hai đầu dành cho người lớn và trẻ em. Đầu to mình đắp dành cho người lớn. Còn một cái bé là dành cho trẻ em. Đấy, các bác lắp vào sau đó bật đèn pin lên. Đó. Anh em lắp đúng cái đèn là mới sáng này nhá. Đấy, lắp vào bật đèn pin lên. Đó.
Còn lại là một cái nữa là các bác dùng để mình đấy, con này thì mình dùng để gắp này các bác này. Đấy. Con này thì dùng để gắp này, rất là tiện các bác theo. Đó. Và con này thì nó cũng có đèn như này các bác dùng này. Đấy. Rất là tiện các bác theo, hai cái rất là hợp lý luôn. Có đèn sáng này. Rất là tiện nhá, bộ sẽ bao gồm là hai món các bác theo. Đây. Đấy, có đèn gấp ra này. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá. Thì con máy này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con máy như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Có sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cáp sạc và một viên đá đi kèm nữa. Con này thì dùng rất là sướng luôn con này. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe luôn, các bác thấy không? Máy chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là tay chân các cái phần da tay da chân bị khô này, hoặc là các cái phần tay chân các bác bị nứt nẻ này, các bác bôi vào kem à, các bác chà đi kem, nó rất là tiện dụng luôn, các bác thấy không? Đấy. Gót tay gót chân da khô nẻ, các bác đưa máy vào các bác chà đi kem. Đó, lên xem là máy mài gót chân. Con này thì giá sẽ là giá của nó sẽ là 90.000 nhá. À 100.000 nhá. Máy mài gót chân giá sẽ là 100k. Đó, mài gót chân này. Mài gót chân giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mài gót chân như này. Đấy, còn bác nào lấy thêm cao ngựa thì bên shop có bán kèm cao ngựa đây. Cao ngựa thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Cao ngựa như này thì khi các bác bôi vào thì nó cũng giúp cho các bác là cái gót chân, cái da chân của mình nó thêm hồng hào và nó tạo cái độ ấy các nhá. Đấy, tạo cái độ gọi là độ mềm, độ mịn cho cái da của mình nhá. Đấy, da của mình nó khô nứt nẻ thì các bác bôi cao ngựa này vào rất là tốt này. Đấy, nó giúp làm cho cái gót chân của mình nó thêm mềm ra. Đấy, các cái da khô nó được mềm ra, tái tạo tế bào da và làm hồng hào cái gót chân của mình lên. Đấy, các cái phần da khô nứt nẻ các bác bôi vào cho em. Đấy, lên xem là cao ngựa giá sẽ là 30.000 nhá. Cao ngựa này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một lọ cao ngựa. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sạc rút nhá, sạc rút đỏ này. Đấy, nó sẽ là một con sạc như này. Một con sạc rút đỏ như này thì con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 30.000 cho một con sạc rút đỏ như này thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái sạc gấp gọn được con này. Đây. Đây là cái đầu này để các bác cắm vào củ sạc này, còn cái đầu này thì các bác cắm vào điện thoại này. Đấy, cái này thì nó chỉ có dây thôi nhá, gọi là dây sạc rút nhá. Chứ không phải là củ đâu, cái này chỉ có dây không thôi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, còn cái này là em bán là chỉ có dây không thôi. Và nó gấp gọn được thì các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Cắm được 3 loại điện thoại luôn, Samsung, iPhone và Type-C nhá. Đấy, không dùng nữa thì mình lại thả ra và mình đẩy gọn vào như này. Thì nó gọi là dây sạc rút nhá. Qua lên xem là dây sạc rút chứ không phải là củ đâu, cái này nó chỉ có dây không thôi. Dây sạc rút giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con dây sạc rút như này. Rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái sản phẩm đó là cái bấm kìm bấm cúc nhá. Các bác lên xem là kìm bấm cúc này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một kìm như này. Một cái kìm bấm như này này. Đấy, một kìm bấm cúc như này. Kèm thêm cho các bác là một số lượng cúc nhất định này. Đấy, một số lượng cúc nhất định như này. Thì về nhà ví dụ những cái quần áo mà mình bị bong cúc này hoặc là tuột khuy tuột khiếc thì các bác bấm trực tiếp vào cho em. Nó rất là tiện nhá. Đầy đủ chọn bộ sản phẩm như này. Giá sẽ là 40.000 nhá. Lên xem là kìm bấm cúc giá sẽ là 40k cho một bộ này nhá. Đấy, kìm bấm cúc giá sẽ là 40.000. Đó. Các bác lên xem là kìm bấm cúc này. Đó. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trên bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Được đặt súng bàn tay bằng mặt nhìn xuống. Đấy các bác chỉ cần lắp vào thôi. Hướng lắp đặt 5 ngón tay của mặt cắt. Đúng vị trí. Sử dụng sức mạnh nhấn một lần để vừa khớp không thể nhấn lại. Đó, xong rồi các bác nhá. Mặt dưới của mặt cắt hướng lắp đặt mặt trên xuống. 5 ngón tay của mặt dưới mặt cắt hướng 5 ngón tay lên trên. Đấy, về nhà thì các bác cứ mình cứ bấm thử trí. Sau đó thì mình đặt đúng vào vị trí là mình bấm là xong. Sử dụng sức mạnh nhấn một lần để vừa khớp không thể nhấn lại.
Đấy, hai xong. Bên ép tốt thì có thể sử dụng rồi. Đó, anh qua theo. Rất là chặt nha. Các bác có thể bấm trước cúc quy cấp đắt. Quần áo rất là ok. Kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chổi lau kính nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này, các bác lắp vào theo này. Đấy, một cái lẫy này. Sau đó thì nó sẽ là một cái phần này để các bác xoáy vào đây này, xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào đây chưa? Đấy, và tiếp theo là các bác xoáy cái phần cán này vào đây này. Xoáy cho cái phần cán này vào đây. Đấy, thì nó sẽ là kết nối cái phần cán này vào đây này. Kết nối phần cán này vào đây cho nó xong. Thì sẽ là các bác sẽ lắp được một cái chổi lau kính hoàn chỉnh nhá. Đó, đây, lắp cái này vào đây này. Đấy, lắp cái này vào đây. Sau đó các bác xoáy cái này vào này. Đấy, thì sản phẩm nó sẽ là một cái chổi như này các bác này. Đấy, thì các bác xoáy cái đầu này vào đây cho em. Đây, xoáy đầu này vào đây này. Đấy, xoáy đầu này vào đây. Còn đầu này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đây, nó sẽ thêm cho các bác là một cái đấy, khi các bác lắp thì một đầu nó sẽ lắp vào đây cho em nhé. Và một đầu thì cái này các bác nhét cái này vào đây này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 1m, 1m2 gì đấy nhá. Thì các bác dùng để trà, cọ, rửa nhà vệ sinh, nhà tắm, toilet rất là ok luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái mặt giá đó là 40.000 nhá, 40.000. Lên mã cho em đó là chổi lau kính, giá sẽ là 40k. Đó. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Giá sẽ là 40.000, giá rất là tốt cho bác luôn. Chổi lau kính này, đó. Chổi lau kính giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một em chổi lau kính thôi. Lau kính, cọ, rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Đấy, nói chung là con này thì nó sẽ là dòng đa di năng. Đây, đa di năng như này các bác có thể xoay này. Đấy, con này thì nó sẽ có phần nhựa như này để các bác gạt kính, gạt nước này. Gạt nước kính này. Đấy. Và có thể lắc léo như này, rất là tiện để các bác đánh kỳ cọ rửa, rất là tiện luôn. Cọ rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, lau kính, lau chổi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tai nghe iPhone này. Đấy, lên cho em là tai nghe iPhone, giá sẽ là 160.000 cho một con tai nghe như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tai nghe hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này, Made in Japan. Con này thì hàng của thương hiệu iPhone và sản xuất tại Nhật nhá. Hàng của iPhone và sản xuất tại Nhật như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng cho iPhone, dùng cho Samsung và các dòng điện thoại khác đều ok hết nhá. Đấy, chứ không phải là nguyên dùng cho iPhone đâu. Đó, tai nghe không dây, các bác có thể dùng cho iPhone, Samsung, Tai Chi đều được. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cái cáp sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 cái miếng mút nữa, 4 cái miếng mút để các bác tai mình vừa cái mút nào thì mình lắp vào cho em. Đó, 4 cái miếng lót tai như này, 4 miếng lót tai luôn. 4 miếng lót tai các bác nhá. Đấy, rồi rất là nhiều các cái phụ kiện đi kèm nữa, cáp sạc cho các bác này. Và một con tai nghe hàng của Nhật các bác này, Made in Japan các bác nhá, Made in Japan. Đây, con này thì các bác có thể dùng cho Samsung, dùng cho iPhone đều được hết này. Made in Japan nhá. Đó. Đây, Design by in California, hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ các bác này. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là tai nghe iPhone. Con này thì các bác có thể dùng cho Samsung, Oppo rồi iPhone đều được hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Rồi ok. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây, bón đây.
Đấy, của con La Chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000 và bao ship cho con Loa Chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là Loa Chữ G nhá. Loa Chữ G này. Loa Chữ G, giá của nó sẽ là 260.000 và bao sim tận nhà cho các bác cho một con Loa Chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nghe hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270.000 nhá. 270.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany con này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k.
đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k đó, 750k cho một bộ nồi như này đó, bao gồm là 6 món đấy, 6 món mà 750.000 bao ship, tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700, còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến một con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển
vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy xước nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác kia một số các cái mã kìm nhá. Cầm cho anh cái kìm vàng ở đây này. Đó, thì nó sẽ chia ra làm 3 mẫu cho các bác lựa chọn này. Đầu tiên thì các số hotline bên em này, các mã đầu tiên thì đó là bên shop có 3 mẫu kìm nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác là kìm đỏ này. Đấy, kìm đỏ, con này thì giá của nó sẽ là 100k cho con kìm đỏ như này nhá. Đấy, chức năng của nó thì là tuốt dây này. Tuốt dây rồi bấm cốt rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ là khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Con này thì sẽ là kìm đỏ này và con này là kìm vàng nhá. Đấy, hai mẫu thì nó sẽ lệch nhau một chút về cái size nhá, còn là kiểu dáng kích thước cơ bản và cách thức sử dụng thì như nhau. Đấy, đều có chức năng, thứ nhất là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba là cắt dây, thứ tư là vặn ốc này, rồi xoắn dây, rồi nói chung là làm các kiểu con này điểu được. Đấy, con này thì nó sẽ có thêm một cái lò xo để các bác đẩy ra đẩy vào như này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan con này. Đó. Các bác lên cho em con này nó sẽ là kìm đỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đó, kìm đỏ này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm đỏ như này. Lên cho em là kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã kìm vàng này, kìm vàng. Con này thì cũng y như vậy thôi. Và cái giá của nó thì nó sẽ là 130.000. Con này của nó thì nó sẽ là hàng của Mỹ, hàng của Nhật và xuất Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Đấy, USA con này. Đấy, USA. Hàng Nhật xuất Mỹ. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130.000. 130k cho một cái mã kìm vàng như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho bác một cái mã kìm, đó là kìm các bác lên cho em là kìm bạc nhá, hoặc là kìm FO. Đấy. Lên mã giúp cho em là kìm bạc FO này. Đấy. Kìm bạc FO. Kìm bạc FO con này thì sẽ là 190.000 cho một con kìm bạc FO như này. Hàng này của nó thì cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 21cm. Con này thì chất thép của nó tốt hơn một chút nhá, cho nên là cái giá nó cũng cao hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO. Giá của nó sẽ là 190.000 cho cái mã kìm bạc FO như này. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Lên mã giúp cho em là kìm bạc FO này. Kìm bạc FO, giá của nó sẽ là 190k nha. 190k cho con kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm tuốt dây điện nhá. Con này thì các bác lên cho em là kìm tuốt dây điện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để thứ nhất là tuốt dây này, cắt dây này, bấm cốt này, rồi các bác có thể cắt các cái đường dây này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chia ra làm 4 dây này và chia ra làm 2 dây nhá. Đó, các bác có cái dây điện mình muốn tách cái dây này ra làm đôi thì các bác xiên vào đây giữa này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá. Con này thì sẽ là 95.000 cho một em tuần kìm tuốt dây như này. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. Hàng của nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Các bác dùng làm thợ làm nghề thì thôi rồi lựa mơi luôn. Con này thì rất là đẹp. Dày dẫn chắc chắn, thép trắng không gì, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì nó cùng mã với con kìm vàng, đều là hàng Nhật xuất Mỹ hết nhá. Đấy, đều là hàng Nhật xuất Mỹ hết và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đây, cũng là hàng Nhật xuất Mỹ đây các bác này, hàng Nhật xuất Mỹ USA nhá, USA đây. Giá sẽ là các bác lên cho em là kìm tuốt nhá. Kìm tuốt dây này. Kìm tuốt dây, giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k cho một em kìm tuốt dây như này nhá, 95.000. Còn con kìm vàng này thì sẽ là 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, tẩy cặn canxi lên tới độ sạch lên tới 97% luôn. Nó là 3 trong 1 nhá, 3 trong 1 như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Đức nhá. Nội địa của Đức đây các bác này. Đó, toàn bộ là thương hiệu của Đức nhá. Đó, đến từ thị trường Đức các bác này. Các bác lên cho em là tẩy cặn canxi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, một cái chai tẩy cặn canxi như này. Về nhà các bác đưa vào mình tẩy rửa cho các cái khu vực như là xoong nồi này, rồi chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này, và các cái khu vực nào mà liên quan các thiết bị vệ sinh nó bị cặn canxi nó đóng cấn lại thì các bác dùng cho em. Con này bao nhiêu nhỉ? Tẩy cặn
Camchi Decamix luôn là một best seller được khách hàng lựa chọn nhiều nhất luôn. Chai nhỏ nhưng độc lập, vừa có tác dụng tẩy hết cặn canxi cứng đầu trên inox, vừa có chất dưỡng bảo vệ inox luôn sáng bóng. Thao tác thì rất là đơn giản, chỉ cần đổ kem trực tiếp lên bề mặt, lấy rẻ nhám trà xung quanh, các vết ố, vết bẩn lâu ngày sẽ được mềm ra qua mỗi lần trà. Sau khi trà xong rồi thì chúng ta có thể xả nước khắp bề mặt, từng góc cạnh, xả đến đâu sẽ thấy được sáng bóng luôn đến đó. Wow! Sau khi lấy khăn khô lau sạch thì các chị nhìn thành quả của mình các chị ơi. Có thể soi gương luôn được này, inox sáng choang. Thực sự chai nhỏ nhưng mà rất nên thử các chị nha. Đấy các bạn rất là ngon luôn nha. Chai kem tẩy cặn Camchi Decamix luôn là một best seller được khách hàng lựa chọn nhiều nhất luôn. Chai nhỏ nhưng độc lập, vừa có tác dụng tẩy hết cặn canxi cứng đầu trên inox, vừa có chất dưỡng bảo vệ inox luôn sáng bóng. Thao tác thì rất là đơn giản, chỉ cần đổ kem trực tiếp lên bề mặt, lấy rẻ nhám trà xung quanh, các vết ố, vết bẩn lâu ngày sẽ được mềm ra qua mỗi lần trà. Sau khi trà xong rồi thì chúng ta có thể xả nước khắp bề mặt, từng góc cạnh, xả đến đâu sẽ thấy được sáng bóng luôn đến đó. Wow! Sau khi lấy khăn khô lau sạch thì các chị nhìn thành quả của mình các chị ơi. Có thể soi gương luôn được này, inox sáng choang. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k trên một em như này. Để các bác lên đúng tên cho em, lên tên cho em con mã này nó sẽ là tẩy cặn canxi. Tẩy cặn canxi nhá. Đấy. Tẩy cặn này, canxi này. Giá của nó sẽ là 50k trên một chai như này nhá, 50.000 trên một chai như này. Đó, hàng thì rất là hữu ích luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là kéo tôn trợ lực. Con này thì các bác dùng để mình cắt tôn này, hoặc là cắt các cái bề mặt khác, các cái tôn sắt thép đều ok hết nhá. Khi các bác cắt thì con này lưu ý các bác là nó rất là dễ cắt, thì vì cái phần mà mình cắt ấy thì nó sẽ là cái phần miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới bàn tay như này. Dưới bàn tay này thì con này nó là nghiêng 45 độ, cho nên khi các bác cắt nó rất là an toàn và yên tâm. Đó, không sợ bị cái miếng tôn nó cắm vào tay, và có trợ lực nhá. Cái này nó có trợ lực giúp cho các bác tăng cái lực cắt lên rất là tốt. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Đấy, kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một em kéo tôn trợ lực như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao vàng này. Các bác lên cho em là dao vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con dao vàng như này. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng. Giá đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một con dao vàng như này thôi. Giá sẽ là 30k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vàng, giá sẽ là 30.000 nhá. Dao vàng này, đợt này về giá siêu tốt cho bác luôn. 30k cho một con dao vàng như này. 30.000 cho một con dao vàng như này nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng con này. Con này thì các bác dùng để thái gọt hoa quả này. Đấy, hàng nội địa của Nhật thủ công nhá, cực kỳ là bén, và giá thì lô này về giá sẽ là siêu đỉnh cho các bác luôn. Chỉ có 30k cho một con dao vàng như này thôi. Các bác lên cho em là dao vàng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một em dao vàng như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ép tỏi các bác nhá. Qua lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Lên mã giúp cho em là ép tỏi này. Đấy, thì con này nó sẽ là một con ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức như này. Và đây thì nó sẽ là một con ép tỏi đặc, hàng inox 304 đặc như này. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này đặc, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đầu như này, và nó sẽ có dập lỗ như này các bác này. Các bác chỉ cần ấn vào này cho em là xong. Ấn này là khi mình ấn thì cái phần tỏi nó sẽ lồi, nó sẽ bị nghiến nát hết luôn nhá, nghiền nát hết luôn. Và cái đầu này thì nó sẽ giúp cho các bác là, nó sẽ giúp cho các bác là khi mà mình ép ấy thì nó sẽ rất là sạch và vệ sinh cũng rất là dễ, tại vì nó có cái phần này nó đẩy lồi ra hết rồi, nó sẽ đẩy hết ra cái nhân luôn. Đấy, vệ sinh rất là ngon và nó là hàng đặc nhá. Lên thì ép tỏi, lên cho em là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100.000 cho con ép tỏi như này nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đợt này về lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một cái mã ép tỏi như này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Tiếp theo thì em về cho bác cái nạo của Đức nhá, nạo của Đức đây. Thì đây nó sẽ là nạo tròn của Đức này. Các bác lên cho em là nạo tròn của Đức này. Đấy, nạo tròn của Đức thì con này giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Qua lên cho em là nạo tròn nhá, nó sẽ có hai mặt này, một mặt là nạo sợi và một mặt là nạo vỏ này. Và các bác có thể lướt đi như này. Đấy, lên cho em là nạo tròn của Đức nhá. Nạo tròn của Đức giá của nó sẽ là 50.000. Đó, cái còn Kaiso này bao nhiêu? Kaiso
lên cho em là nạo tròn Đức này. Đó, lên cho em là nạo nạo tròn Đức nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k cho con nạo tròn Đức như này. Con này thì nó sẽ có hai phần, một phần là nạo vỏ và một phần là nạo sợi này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái nạo của Nhật đây. Thì con này các bác lên cho em là nạo Kaiso của Nhật nhá. Hàng đặc này, Japan con này. Đấy. Lên cho em là nạo Kaiso nhá. Con này thì nó sẽ là một cái nạo cực kỳ là xịn luôn các bác ơi. Rất là ngon nhá. Đấy, rất chắc chắn thân đặc như này. Hàng của Nhật Kaiso đây. Lên cho em là nạo Kaiso của Nhật nhá, nạo Kaiso. Giá sẽ là 45.000. Đấy, lên cho em là nạo Kaiso này. Kaiso, giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một con nạo Kaiso như này nhá. 45.000. Con này của nó thì khá là đẹp luôn. Dày dẫn đặc và chắc chắn các bác dùng để mình nạo thì rất là ok. Lên cho em là nạo Kaiso nhá. Nạo Kaiso giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa phanh đĩa nhá. Các bác lên cho em là khóa phanh đĩa. Con này thì rất là tiện, nó sẽ bao gồm cho bác là một cái khóa như này. Một cái khóa như này và về nhà các bác chỉ cần là đấy, sử dụng thôi, rất đơn giản. Các bác chỉ cần là mở ra như này, sau đó thì lúc nào mình khóa phanh đĩa thì mình sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì mình sập lại như này cho em là xong. Đó, nó rất là tiện. Thì khi mà con này các bác có thể bỏ chìa vào trong túi hoặc đeo vào móc khóa. Còn con khóa này thì nó cũng rất là nhỏ và nó là hàng khóa đặc nhá. Khóa của nó là khóa đặc, thế nên là các bác dùng nó rất là chắc chắn và trộm thì không thể bẻ được, không thể cắt được cái khóa này. Và các bác khóa vào cái phanh đĩa cho em là chấm hết luôn. Đó, lên cho em là khóa phanh đĩa. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Lên cho em là khóa phanh đĩa, giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một em khóa phanh đĩa như này thôi, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc hàng ngày, đặc biệt là chống trộm, tình trạng trộm cắp rất là nhiều. Các bác nên khóa vào cho em cho nó an toàn nhá. Đấy, khóa phanh đĩa 55k nhá. 55k cho mấy em khóa phanh đĩa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái búa lùn của Nhật nhá. Các bác lên cho em là búa lùn của Nhật này. Con này thì của nó sẽ là hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là búa lùn của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một con búa lùn như này. Đấy, 80.000 cho một con búa lùn như này thôi. Nặng của nó sẽ là 2 lạng rưỡi. Giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là búa lùn này. Búa lùn, giá của nó sẽ là 80.000 cho một em búa như này. Em này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng thường ngày cũng rất là ok. Nhỏ gọn, tiện ích. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12-13 cm. Đấy, và nặng là 2 lạng rưỡi. Dùng để đóng rồi nhổ đinh rất là ok. Lên cho em là búa lùn, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 80k. Đấy, hàng made in Japan này, 80.000 cho con búa lùn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thìa của Đức các bác nhá. Thìa của Đức đây. Thì các bác lên cho em là thìa Winling của Đức nhá. Thìa Winling của Đức như này. Giá sẽ là 30k một chiếc. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp rồi. Siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là thìa Winling của Đức nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 cho một con thìa Winling của Đức như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái thìa của Nhật này. Thìa của Nhật thì con này giá sẽ mềm hơn một chút nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc như này. Hàng này của nó cũng là rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để ăn sáng này, ăn phở, ăn bún này, hoặc ăn cơm, ăn cháo đều được hết nhá. Cho trẻ em cán dài, rất sạch sẽ. Giá thì sẽ là 15.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Cái này các bác lên cho em là thìa bạc, giá sẽ là 15k và mua 10 tặng 1 nhá. Đấy, lên cho em là thìa bạc này. Thìa bạc, giá của nó sẽ là 15k một chiếc và mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Lên cho em là thìa bạc 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là xịt RP7 này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái vị trí như là bị khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, làm ngưng lại tiếng kêu phát ra từ các vật liệu bị cọ sát này, bôi trơn với công thức cải tiến này. Hàng này của nó sẽ là hàng của Australia nhá. Australia các bác này. Đấy, hàng của Australia và giá sẽ là 35k. Lên cho em là xịt RP7 35k một bình như này nhá. 35k trong bình xịt RP7 này. Lô này thì nó sẽ được tặng thêm 25g nữa, lô hàng mới về. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sơn inox nhá. Cái này thì các bác để mình sơn lên các cái bề mặt mà tạo cái gọi là giúp cho các bác khi mà mình sử dụng ấy thì nó chống ăn mòn nhá. Đặc biệt là các bác dùng ở ngoài biển này. Đấy, các bác chỉ cần xịt lên này cho em này. Đấy, nó sẽ là một cái lớp sơn phủ như này. Đấy, sơn inox phủ lên như này thì nó sẽ chống ăn mòn rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k cho một cái chai sơn inox như này nhá. Các bác lên cho em là sơn inox nhá, sơn inox.
giá của nó sẽ là 80.000 nhé, sơn inox giá sẽ là 80.000, chống ăn mòn này, chống rỉ sét này. Đấy, inox 318 nhá. Đây, inox 318 các bác này. Chống ăn mòn, chống rỉ sét cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 80k trong một lọ như này thôi. Tiếp theo là sơn inox, giá sẽ là 80.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vít trợ lực như này, một cái tay vít trợ lực như này và kèm thêm cho các bác nữa là 6 cái đầu vít, 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. 1 2 3 4 5. Đấy, 2 4 6, 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Và con này thì có tính năng trợ lực nhá, có tính năng trợ lực. Đây. Các bác lên cho là vít đen trợ lực này. Cái này thì các bác có thể cho dài ngắn tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Có xoáy nhanh nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điều luôn và có trợ lực luôn. Thì các bác dùng nó rất là ok nhá. Đấy, dùng nó rất là ok luôn. Lên cho là vít đen trợ lực. Giá thì lại rất là hợp lý các bạn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này thôi. 60k này các bác nhá. Đấy, giá thì siêu rẻ cho các bác rồi. Chỉ có 60.000 thôi, các bác có thể dùng để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình và làm thợ làm nghề được tất, tại vì cái này nó cũng rất là nhiều các cái đầu vít khó, đầu vít khác nhau nhá. Hoa thị, mũi khế, lục giác các kiểu con là điều luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Lên cho là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Đó. Vít đen trợ lực này, vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. 60k một bộ vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Quay lên cho là khóa chống trộm. Ở đây thì nó sẽ là một cái khóa mà nó sẽ có tiếng kêu nhá. Có tiếng kêu các bạn. Đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là tiếng động phát ra, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn. Đấy, các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa, khóa cửa nhà các bác này, rất là tiện luôn. Đấy, thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì các bác sử dụng thì mình cái này nó sẽ có sẵn pin cho các bác luôn nhá. Đấy, chế độ bình thường thì nó sẽ không không kêu nhá. Đấy. Không, cho bọn nó đi với ấy thôi. Các bác lên xem là khóa chống trộm nhá, giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. Đấy, đây các bác này. Các bác đảo chiều đi. Hả? Các bác đảo chiều thì nó sẽ không kêu nhá, và các bác cho đảo chiều ngược lại nó sẽ kêu này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chạm vào nó kêu. Đấy, thì rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa nhà rất là ok nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm. Giá sẽ là 80k cho một cái khóa chống trộm như này. Đấy. Đấy, các bác nên sử dụng con này nhá, rất là an toàn, tiện ích luôn. Lên cho là khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k rồi, ok. Hello các bác nha, này thì một số cái mã thanh lý này. Đầu tiên này em lên cho bác đó là cái lọ kích rễ HB01 nhá, HB101 hàng nội địa của Nhật. Đây là dòng thuốc kích rễ, siêu kích rễ cho các bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Một lọ thì nó chỉ bằng cái lọ thuốc mắt như này thôi, nhưng mà các bác dùng được rất là nhiều và mỗi lần các bác cho chỉ cần 1-2 giọt là ok rồi. Đấy, lên cho em là thuốc kích rễ nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Quay lên cho em là thuốc kích rễ nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một lọ kích rễ như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc kích rễ này. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một lọ kích rễ như này các bạn này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop còn một cái vòi đồng tăng áp nữa này. Thanh lý nốt cho bác với giá là 10.000 này. 10.000 cho một con vòi đồng tăng áp như này các bạn này. Đấy. Tiếp theo là còn một cái van chia nước này. Đang bán là 70.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50k này. 50k cho một con van chia nước như này nhá. Đấy, 50.000 cho một con van chia nước như này thôi. Còn một con này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là nạo dứa này. Nạo dứa đây. Bật cái quạt kia đi Minh ơi. Các bác lên cho em là nạo dứa này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k nhá. 20k cho một cái nạo dứa như này con này. Đấy, 20.000 cho một con nạo dứa như này. Con này thì các bác dùng để mình gọt dứa, sau đó thì mình đẩy cái mắt đi. Dùng cái này để mình đẩy cái mắt đi cho em, nó rất là tiện và ngon nhá. Lên cho em là nạo dứa. Giá của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho một con nạo dứa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Các bác lên cho em là hộp kim chỉ này. Hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả kim, cả chỉ, cả các cái chi tiết khác luôn. Đây, đấy, kim chỉ D này, rồi là kéo cắt này, rồi các cái bộ chỉ đi kèm như này và cả kim luôn nhá. Đấy, lên cho em là hộp kim chỉ nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một hộp kim chỉ như này thôi. 25k nhá. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là chỉ đủ màu này, kim này, rồi kim băng này, rồi thước đo, rồi D các kiểu luôn. Lên mã cho em là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ giá sẽ là 25k nhá.
25k cho một hộp kim chỉ như này. Hộp này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó, lên cho em là hộp kim chỉ giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái gãi lưng nhá. Các bác lên cho em là gãi lưng. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác lên cho em là gãi lưng nhá. Con này thì nó sẽ là bằng sừng này, bằng sừng và bác lên cho em là gãi lưng nhá. Con này thì đợt này Hoàng về giá thanh lý cho bác, giá chỉ còn là 20k thôi. 20k cho một con gãi lưng như này các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là gãi lưng, giá sẽ là 20.000. Hàng thì nó sẽ là bên cái tay cầm này là bằng inox này, còn lại là cái phần này bằng sừng này. Các bác dùng để gãi thì rất là ngon luôn. 20.000 cho một con gãi lưng như này các bác nhá. 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Các bác lên cho em là lấy dây tai đa năng. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, 6 cái lấy dây tai tất cả nhá. 6 cái với 6 các cái đầu chi tiết khác nhau. 6 cái với 6 đầu chi tiết khác nhau và kèm thêm cho các bác là một cái hộp đựng như này. Hộp đựng móc khóa này rất tiện này, 6 cái với 6 đầu lấy khác nhau như này. Thì con này các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa hoặc là sử dụng các công việc đều rất là tiện, mang đi mang lại. Có gioăng chống nước cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 đợt này về cho bác cái lấy dây tai đa năng này, giá chỉ còn 30k thôi nhá. 30k cho một con lấy dây tai đa năng như này. Các bác lên cho em là lấy dây tai đa năng, giá của nó sẽ là 30.000 một hộp này nhá. 30.000 cho một lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa, các bác lên mã giúp cho em là khóa chữ U nhá các bác nhá. Đó. Đây, các bác lên cho em là khóa chữ U thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện như này và nó là dòng khóa số không cần chìa nhá. Thì con này rất đơn giản thôi. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và rất là dễ sử dụng các bạn. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định cho các bác là dãy số 0 nhá. Về nhà các bác cứ để mặc định cho em là dãy số 0 là ok. Ấn này nó sẽ mở ra này. Đấy, đóng vào các bác này. Các bác chỉ cần đảo một dãy số đi là không mở được rồi. Các bác cho về dãy số 0 thì lại mở bình thường nhá. Mở bình thường chứ em. Rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chữ U nhá. Con này đang bán 90.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn 80.000 cho một con khóa chữ U như này thôi. Đấy, khi đảo mật khẩu thì các bác tay trái cầm cái phần bên có ổ khóa này, tay phải các bác vặn này cho em. Sau đó thì vặn hết theo chiều kim đồng hồ như này nhá. Sau đó thì các bác đảo mật khẩu bất kỳ, sau đó thì các bác lại vặn ngược lại là xong. Đó là sẽ có mật khẩu mới luôn. Giá thì sẽ là 80.000. Các bác lên cho em là khóa, giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000. Các bác lên cho em là khóa chữ U. Đó, khóa chữ U này. Khóa chữ U giá của nó sẽ là 85k nhá. 85k cho một con khóa chữ U như này. Đó, xin lỗi các bác. Giá là 85.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái gấp nóng nhá. Các bác lên cho em là gấp nóng này, con này sẽ là 30.000 cho một cái gấp nóng như này. Để con này các bác dùng để mình gấp nóng ví dụ như là thực phẩm, thức ăn hoặc là các cái đồ chiên xào rán nấu đều được hết nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái khay như này và về nhà các bác chỉ cần là kẹp thực phẩm, kẹp thức ăn vào đây, ví dụ như là mình lật con tôm này, con cá này hoặc là chiên rán. Các bác cần phải chiên rán các cái đồ gì thì các bác dùng con này cho em, nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là gấp nóng nhá, gấp nóng. Giá thì chỉ có 30.000 cho một con gấp nóng như này thôi. Hàng bằng inox nhá. Dày dẫn chắc chắn và sáng bóng cho các bác này. Các bác về các bác sử dụng mình chiên rán xào nấu các thứ cũng đều là ok hết. Lên cho em là gấp nóng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho gấp nóng như này. Lấy cho anh cái khò bé nào. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga nhá. Thì bên shop có hai mẫu này. Hàng nội địa của Nhật, Kabushi Japan các bác này. Đấy, Kabushi Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, bỏ cả cái kia ra luôn. Đó. Thì bên shop về nó sẽ có 3 mẫu thôi nhá. Đấy, thì mẫu đầu tiên nó sẽ là khò đại này. Con khò đại này thì sẽ là 120.000 nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại, giá sẽ là 120k nhá. 120k cho con khò ga đại như này. Đấy, giá sẽ là 120.000, đầu kết nối của nó bằng đồng hết này. Đầu kết nối bằng đồng này. Đấy, dẫn lửa, dẫn nhiệt bằng đồng hết nhá, rất là to luôn. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Japan nhá, con này sẽ là 120.000 thì lên cho em là khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con khò ga trắng nhá. Khò ga trắng con này thì giá chỉ có 50k thôi. 50k cho con khò ga trắng như này nhá. Đấy, nó sẽ là màu trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhưng mà nó nhỏ hơn một chút. Đấy, nhỏ hơn một chút nhá. Cũng là đánh lửa tự động luôn. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con khò ga trắng như này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là khò ga trắng này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái khò ga đồng nhá. Con này thì nó đúc bằng đồng nguyên khối luôn. Đúc bằng đồng nguyên khối cực kỳ chất lượng cho các bác này. Đấy, hàng đồng đúc nguyên khối này rất là dày dẫn chắc chắn và con này thì nó sẽ là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tự mồi nhưng mà đổi lại thì con này ưu điểm là nó bằng đồng đúc, chịu nhiệt tốt này, chịu được nhiệt độ cao và
rất là bền bỉ. Thì con này nó mất công mồi một tí thôi nhưng nó sẽ chắc chắn hơn bằng đồng đúc nguyên khối như này. Và ở đây thì nó sẽ có điều chỉnh ga nhá, điều chỉnh ga, và tất cả ba con này thì đều lắp vừa hết cái bình ga mini của Việt Nam mình luôn nhá. Đấy, vừa hết kích cỡ nó như nhau, kiểu dáng như nhau. Đó. Thì con khò đồng này thì có lên cho em, khò ga đồng giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Khò ga đồng giá sẽ là 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng này. Khò ga đồng. Đó. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 90k nhá. Thì bên shop có 3 loại này, khò ga đồng 90.000 này, khò ga trắng 50.000 này, và khò ga đại là sẽ là 120.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bột thông cống nhá, bột thông cống giá sẽ là 25k. Đường cống ống rãnh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, chậu rửa bát, chậu rửa mặt, các cái loại chậu mà các cái đường ống cống rãnh nhà mình nó bị tắc thì các bác đổ cái bột thông cống này vào cho em. Lên cho em là bột thông cống giá sẽ là 25.000, con này siêu nhạy luôn các bác nhá. Đây các bác này. Đấy. Đừng vội gọi thợ khi bị tắc, chỉ cần đổ một ít vào cống thoát sàn và để yên một lúc, nó hòa tan dầu mỡ và bụi bẩn trong đường ống, dễ dàng giải quyết vấn đề tắc cống và mùi hôi. Cho dù đó là một bồn rửa dao bị tắc hoặc một nhà vệ sinh chậm, bạn có thể sử dụng nó và để yên trong nửa ngày. Chỉ cần xả các đường ống bằng nước nóng, không còn phải lo tắc đường ống và mùi hôi tại nhà. Chị em nào chưa dùng thì nhấp vào link bên dưới. Đừng vội gọi thợ khi bị tắc, chỉ cần đổ một ít vào cống thoát sàn và để yên một lúc, nó hòa tan dầu mỡ và bụi bẩn trong đường ống, dễ dàng giải quyết vấn đề tắc cống và mùi hôi. Cho dù đó là một bồn rửa dao bị tắc hoặc một nhà vệ sinh chậm, bạn có thể sử dụng nó và để yên trong nửa ngày. Chỉ cần xả các đường ống bằng nước nóng, không còn phải lo tắc đường ống và mùi hôi tại nhà. Chị em nào chưa dùng thì nhấc vào link bên dưới. Đây là bột thông cống nha, giá của nó sẽ là 25.000 cho một loại bột thông cống như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Các bác lên cho em là vòi cam xanh, con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước và có gen xoáy như này nhá. Có gen xoáy như này để các bác có thể kết nối với các cái đầu vòi khác, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một em vòi cam xanh như này thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai đường nước này. Hai đường nước như này rất là tiện luôn. Một hai đường nước, đầu này vòi đây, đầu này vòi đây các bác này. Đấy. Rất là tiện nhá. Và về nhà các bác có gen xoáy này, về nhà các bác xoáy vào các cái nguồn nước nhà mình là xong. Lên cho em là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một chiếc vòi cam xanh như này rất là tiện đấy. Thì các bác có thể chia ra làm hai nguồn nước để mình sử dụng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là đây gấp nóng đây. Các bác lên cho em là lên mã giúp cho em đó là lọc rác các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác inox nhá. Các bác lên cho em là lọc rác inox, con này thì chỉ có 15k thôi. Cái này thì các bác lắp vào cái chậu rửa bát cho em, lắp vào cái chậu rửa bát ấy thì mình đổ rác nó rất là tiện. Đấy, đổ rác nó rất là tiện nhá. Lên cho em là lọc rác inox 15.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Sổ lọc rác inox này, giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cận thức ăn dưới bột hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với sổ bằng nhựa. Độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cận thức ăn thừa, không làm tắc bồn rửa, không gây tay với chiếc sổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cận thức ăn dưới bột hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với sổ bằng nhựa. Độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cận thức ăn thừa. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15k cho một cái lọc rác inox như này nhá. Lên cho lọc rác inox này. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là nắp cống nhựa nhá. Đấy. Nắp nhựa. Các bác lên cho em là nắp cống nhựa này. Con này thì cũng là 15k nhá. 15k cho một cái nắp cống nhựa như này. Đấy, lên cho em là nắp cống nhựa ngăn mùi. Con này thì nó sẽ là ngăn mùi rất là tốt luôn. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet mà các bác bị mùi thì các bác dùng cái nắp cống nhựa này cho em. Đấy, nắp nhựa, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá sẽ là 15.000. Đây em cũng có cái video thực tế luôn. Đây khi các bác lắp đặt vào nó sẽ như này các bác nhá. Các bác đặt vào đây cho em. Đấy thì ví dụ như là côn trùng kiến gián này, rồi là rác rưởi này, rồi muỗi, côn trùng nó sẽ không vào được, và đặc biệt là những cái mùi hôi, mùi hôi của nhà tắm, nhà vệ sinh nó đẩy lên thì nó sẽ ngăn mùi rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, chịu được cả nước nóng luôn, rất là tiện dụng. Lên cho em là nắp cống ngăn mùi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một chiếc như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái nạo 3 món nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, 3 chiếc như này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chiếc nạo. Và các bác lên cho em là nạo 3 món. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là
30.000 thôi, 30.000 cho một cái bộ nạo 3 món thế này các bác này. Đấy, 30.000 nhá. Con này là trước đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ có 30.000 cho cái nạo 3 món như này. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nạo to này, nạo to thì con này có nạo vỏ, có nạo sợi này. Có nạo vỏ, có nạo sợi cho bác luôn. Tiếp theo là một con nạo nhỏ này. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu này để các bác khoét những cái đầu những cái phần bị sâu này. Và một cái phần dao như này để các bác vừa làm vảy cá này, rồi nhổ lông gà này, rồi làm lòng gà, lòng cá rất là ok. Lên cho em là nạo 3 món, giá sẽ là 30k nhá. Các bác lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ nạo 3 món như này thôi. Giá sẽ là 30.000, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, kéo cành đúc như này. Và giá sẽ là 130.000 cho một em nhá, 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá, 130k một chiếc kéo cành đúc như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, hàng nội địa của Nhật. Đấy, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt rồi. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành này. Đấy. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lấy cho anh cái tỉa đỏ này. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000, cái tỉa đỏ này, tỉa 20 ấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo tỉa cành nhá. Tỉa cành thì bên shop có 2 mẫu. Đây. 2 mẫu như này. Thì các bác lên cho em là tỉa 20 và tỉa 24 nhá. Tỉa 20 và tỉa 25 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là dài 20 cm và giá sẽ là 40.000 thôi. Đấy. Rất là rẻ các bạn, rất là rẻ luôn và giá thì rất hợp lý nhá, hàng bãi nội địa Nhật mà giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Giá chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác cắt cành, cắt cây, cắt cành, cắt cành, tỉa răm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20 này, kéo tỉa 20 giá sẽ là 40.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là tỉa 20, giá sẽ là 40k. Đó, tỉa 20 này. Con này các bác lên cho em là tỉa 20 sẽ là 40k nhá. Tỉa 20 này sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, tỉa 20 là bằng 40.000. 40.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Chiều dài của nó là 20 cm. Các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm rất là ok luôn. Lên cho em là tỉa 20 này. Tiếp theo thì em có cho các bác là con này là con tỉa 25 nhá. Đấy, hàng made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Con này thì bằng thép hết nhá. Đấy, con kia thì cán bằng nhựa, con này bằng thép hết. Dài là 25 cm. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa 25 nhá, tỉa 25. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Lên cho em là tỉa 25 này. Tỉa 25, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, tỉa 25 thì giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một con kéo tỉa 25 như này, hàng made in Japan nội địa của Nhật. Con này các bác cũng dùng để tỉa cây, tỉa cành, cắt cây, cắt cành cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là tỉa 25 này là 60.000 nhá, 60.000. Tiếp theo thì em hướng lên cho các bác cái bộ cào xẻng làm vườn nhá. Bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái xẻng và một cái cào như này. Dòng này của em thì nó là dòng mini thôi nhá. Đấy, nó gọi là dòng mini thôi. Đấy, nhỏ gọn mini như này nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là hai xẻng một cào. Hàng mini chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Hai ngón tay chia hết hàng đi luôn. Đó, hàng mini như này thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho bộ cào xẻng mini này nhá. Đấy. Lên mã giúp em là cào xẻng mini. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ cào xẻng mini như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 món, hai xẻng một cào. Về nhà các bác có thể dùng để mình làm cỏ này, rồi cuốc đất, rồi nói chung là cào đất ở trong các cái chậu cảnh nhỏ cũng rất là ok. Lên cho em là cào xẻng mini, giá của nó sẽ là 30.000 nhé, 30.000 thôi, 30.000 cho bộ cào xẻng mini như này. Lên cho em là cào xẻng mini, giá sẽ là 30k. Đó, cào xẻng mini này, cào xẻng mini, nó rất là nhỏ thế nên em lên tên nó là mini luôn, 30k nhá, 30k, rồi ok. Hello, chào bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay giấy nhá các bác nhá. Đấy, một cái khay giấy rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Con này thì của nó bằng nhựa các bác nhá, bằng nhựa và của nó là hàng của nó sẽ là hàng nhựa mạ vàng nhá, nhựa mạ vàng 18 carat cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì kích thước của nó thì chiều dài của nó vào khoảng là 20, chiều rộng là 13 nhá, và chiều cao của nó thì nó sẽ cao hơn cái con khay đồng này một chút này. Con này thì bằng nhựa nhá, con này thì bằng nhựa thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là đẹp và chắc chắn và em bao bền màu cho bác luôn. Bao bền màu, bao chắc chắn và bao đẹp cho các bác nhá. Đấy, tuy nó bằng nhựa nhưng mà nó cũng rất là đẹp luôn. Rất là chắc chắn các bạn. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thì các bác lên cho em là khay giấy vàng nhá, khay giấy vàng.
Con này thì bên shop đang gửi tới khay giấy nhựa đi. Lên cho em khay giấy nhựa cho nó dễ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho khay giấy nhựa như này nhá. Lên cho em là khay giấy nhựa này, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Các bác lên cho em là khay giấy nhựa này. Khay giấy nhựa, giá của nó sẽ là 130k nhá. Khay giấy nhựa 130k một chiếc thôi. Giá chỉ có 130.000 cho một em khay giấy nhựa như này thôi. Con này thì cũng rất là đẹp luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là sấp xỉ 20, chiều rộng thì 13 và chiều cao thì chắc cũng nếu mà tính thủ bì thì khoảng trên 10. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nó bằng nhựa nhưng mà nó rất là đẹp và cũng rất là chắc chắn nên các bác dùng yên tâm không lo bị gì sét nhá. Bền màu và chắc chắn. Đấy, chỉ có cầm tay vào thì mới biết là nhựa thôi. Còn lại là trông thì nó cũng như là hàng hợp kim mạ đồng luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng luôn. Lên cho em là khay giấy nhựa. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái khay giấy bằng hợp kim mạ đồng này. Đấy. Con này thì bằng hợp kim mạ đồng, rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Lên cho em là khay giấy đồng nhá. Khay giấy đồng giá của nó sẽ là 230k nhá. 230k. Và bao ship đến tận nhà cho bác cho một con khay giấy như này các bác này. 230.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là trên 20 nhá, vào khoảng là 23 25 gì đấy. Chiều cao thì khoảng 78 cm và chiều rộng thì 13 cm. Đấy. Hai con này thì con này tuy là nó ngắn hơn nhưng mà nó lại cao hơn, nó ngắn hơn nhưng lại cao hơn một chút các bác nhá. Đấy, thì cũng là mỗi khay nó sẽ đựng một cái khổ giấy khác nhau thì tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác, nó cũng rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn thôi. Lên cho em là khay giấy đồng nhá, khay giấy đồng. Giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Còn con khay giấy nhựa này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho một con khay giấy nhựa như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu, giá sẽ là 135k nhá. 135k cho một em đèn dầu như này. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim và giả đồng nhá, bằng hợp kim giả đồng. Đó, và đây thì khi các bác châm dầu thì các bác chỉ cần kéo cái lẫy này lên cho em này. Đấy, sau đó thì mình hơi hách nó đi là mình sẽ châm dầu vào được. Con này nó sẽ có điều chỉnh bấc này, điều chỉnh bấc ở đây các bác này. Đấy, bấc tụt lên tụt xuống này. Cái này của nó thì nó sẽ là bằng dạng nhựa cứng nhá. Nhựa cứng để chống vỡ này. Có cái nắp này để các bác tra dầu vào đây nhá. Đấy, tra dầu vào đây cho em. Thì ví dụ như là đề phòng mưa gió bão bùng mất điện thì các bác dùng cái đèn dầu này cho em, nó rất là tiện. Và ngoài ra thì các bác không dùng thì các bác có thể để về để mình trang trí đề co trong nhà cũng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác treo đề co trang trí trong nhà, trong các cái phòng ngủ, phòng ăn hoặc phòng bếp thì mình nó rất là tiện luôn. Đấy, và nó sẽ có cái lẫy gạt này các bác này. Đấy, có lẫy gạt này thì các bác chỉ cần là gạt chéo đi như này thôi. Đấy, nâng lên gạt chéo đi là mình sẽ châm lửa, sau đó thì mình lại đẩy nó vào, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135.000. Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Đèn dầu giá của nó sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này, 135k, rất tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức giá thì sẽ là 80.000 cho một bộ đôi như này, bao gồm cho các bác là hai chiếc nạo hàng của thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, Winling hai hình người của Đức cực kỳ là đẹp nhá. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá, sẽ bao gồm cho các bác là một con này thì nó sẽ là nạo dọc và một con là nạo ngang nhá. Con này là nạo ngang này, con này là nạo dọc này. Đấy, tức là nạo dọc theo vật thể như này, còn con này là nạo ngang như này, thì nó sẽ combo cho các bác là hai chiếc như này nhá. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Và giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho bộ đôi nạo Đức như này. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức, giá sẽ là 80k. Đó. Bộ đôi nạo Đức này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một bộ đôi nạo Đức như này. Đấy, bao gồm cho các bác là combo hai chiếc thì các bác có thể dùng thoải mái luôn. Hàng của thương hiệu Winling của Đức. Đấy, nguyên cái hộp đựng của nó đã cực kỳ chất lượng xịn sò rồi. Đấy, logo. Logo hai hình người đây, logo hai hình người, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức giá của nó sẽ là 80k. Đấy, 80k thôi nhá. 80.000 cho một cái bộ đôi nạo Đức như này. Hai chiếc rất là hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái túi đeo hông nhá. Các bác lên cho em là túi đeo hông này. Đấy, con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con túi đeo hông này thôi. Nó sẽ có một ngăn to này. Đấy, một ngăn to nhá, một ngăn to. Đằng sau này thì nó sẽ không có ngăn tại vì cái này nó ốp vào bụng rồi. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên ngoài nữa. Các bác có thể để giấy tờ, ví tiền, điện thoại các thứ vào đây. Thì mình có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Hoặc là các bác dùng để buôn bán thì mình đựng tiền nong. Rất là tiện. Và mình đeo về đằng trước thì nó rất là an toàn nhá. Đấy, rất là an toàn. Và con này thì nó sẽ nhỏ xinh như này. Cái chiều dài của nó, chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 20. Và chiều dài của nó thì vào khoảng 30 nhá. Nó sẽ là một con túi đeo hông rất là đẹp như này. Các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên mã giúp cho em là túi hông này. Đó, túi hông.
Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái túi đeo hông như này nhá. 130k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái bộ Thunder A1 nhá. Các bác lên cho là bộ Thunder A1 đây. Bộ sản phẩm của nó thì rất là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái Thunder như này. Đấy, một cái Thunder như này nhá. Một cái máy cạo râu và một cái đầu để các bác tỉa lông mũi. Đấy, lên cho là bộ Thunder A1. Giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một cái bộ Thunder A1 như này. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con Thunder này, một con Thunder như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn nhá. Chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng này. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, có sẵn lấy sạc nha các bác này. Con này thì các bác dùng để mình cắt tóc này, chấn viêm các bác này. Đây em cạo rất là sạch luôn này, các bác này. Đấy, cắt tóc, chấn viêm rồi cạo râu cũng rất là ok nhá. Đấy, có lấy bảo vệ như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Ngoài ra thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Thì các bác có thể dùng cái đầu này để cạo râu này. Đấy, cái này các bác cạo râu nhá. Con này. Đấy, có thấy không? Đấy. Đấy em đang cạo cái tiếng râu nó đứt xoẹt xoẹt này các bác nhá. Ngoài ra thì các bác có thể tháo cái này ra này, tháo cái đầu cạo râu này ra. Các bác lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này, lắp em cái đầu tỉa lông mũi này vào. Thì các bác có thể dùng để tỉa lông mũi này, hàng rất chất lượng cho bác luôn nhá, tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này, cạo râu này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là cáp sạc này, tra dầu và cữ cho các bác luôn, đầy đủ combo cho bác nhá. Cáp sạc này, dầu để tra này và cữ kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Một bộ combo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em là Thunder A1 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là Thunder A1 giá sẽ là 160.000. Đó. Lên cho em là Thunder A1 này. Đó, Thunder A1 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cái bộ Thunder A1 như này. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 trong 1 luôn, Thunder cạo râu và tỉa lông mũi, mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa giá của nó thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con đầu chuyển cưa như này, và con này rất là tiện luôn. Bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển như này, một đầu chuyển này, kèm thêm cho các bác là một cái tay công xoáy này, một tay công xoáy như này, và sẽ có cho các bác là ba cái lưỡi nhá, ba cái lưỡi. Thì đây nó sẽ bao gồm là hai lưỡi cưa gỗ và một lưỡi cưa sắt nhá, hai lưỡi gỗ một lưỡi cưa sắt. Cái đầu tay công này thì các bác xoáy vào đây cho em này, xoáy vào đây cho em. Hàng thì cực kỳ là khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá, khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, và cái đầu lưỡi cưa này thì các bác xoay cái lưỡi này đi này, xoay cái lưỡi này đi, sau đó thì mình lắp cái lưỡi vào đây cho em này, lắp lưỡi vào đây cho em. Đấy. Và cái đầu này thì các bác có thể lắp vào máy khoan này, máy khoan khoan điện hoặc khoan pin đều được hết nhá. Cái khoan điện và khoan pin đều được, và các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó cũng khá là hợp lý và tiện dụng, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cũng rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi nhá. Đây em cho các cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa, giá thì chỉ có 80.000 thôi nhá. Đây các bác này. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đấy, các bác có thể dùng để cưa gỗ, cưa ống nước rồi cưa sắt cũng rất là ok. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Cưa cây gỗ này thành 10 phần bằng nhau, thử xem nhá. Thực ra ấy, mình hối hận vì đã mua sản phẩm này, hối hận vì đã không mua nó sớm hơn mọi người ạ. Đây là dụng cụ chuyển cưa lọng nha các bác. Khi nào cần cưa chỉ cần chuyển đổi đầu vào máy là xong. Vô cùng tiện lợi, bác nào ưng sản phẩm xuống giỏ hàng ủng hộ em nha. Đấy, rất là ok luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn bão nhá. Đèn bão con này thì các bác sử dụng để khi trời mưa gió bão bùng hoặc là sử dụng bình thường trong các cái công việc bình thường cũng đều ok hết này. Đó. Thì con này của nó sẽ là có tấm pin năng lượng mặt trời này. Các bác kéo lên thì đèn nó sẽ sáng này. Đấy. Và sập xuống thì nó sẽ tắt, kéo lên đèn sáng này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Kéo lên đèn sáng, sập xuống đèn tắt này. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái quạt nữa các bác này. Đấy, phòng khi mất điện này. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Con này thì chà quạt rất là mạnh nhá, quạt rất là mạnh luôn, gió kêu quạt rất là mạnh luôn. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời nữa, rất là tiện để các bác đề phòng khi mưa gió bão bùng thì nó vẫn tự sạc cho các bác được đây. Đấy, pin nó đang báo sạc đây các bác này. Đấy, nháy đỏ đây các bác nhá. Và có kèm cáp sạc cho các bác đầy đủ luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em mã này, nó sẽ là đèn bão nhá. Đấy, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua củ sạc của chiếc gì nữa. Đó, lên mã giúp cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái
bơm tẩu Toyota nhé. Con này thì các bác dùng để mình bơm cho ô tô nhé, bơm cho ô tô. Và con này thì chỉ có bác nào có xe ô tô con thì mới dùng được thôi, chứ còn bác nào không có ô tô là không dùng được đâu. Đấy thì chuyên để bơm ô tô. Con này thì dung tích bơm của nó là lên được 6 cân nhá, lên được 6 cân. Đấy thì lưu ý các bác là khi các bác bơm thì các bác bật cái công tắc này lên cho em này, sau đó thì nhấn cái nút này thì nó mới bắt đầu cấp hơi nhá. Cái nút này là nút cấp hơi này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là dây là dạng dây vải như này nhá, dây vải như này. Và có cái đầu tẩu như này, về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô cho em nhá. Cắm cái tẩu ô tô cho em. Đó. Con này thì chỉ dành cho ô tô thôi. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì các bác không thể dùng cho xe máy được đâu. Đấy, tại vì xe máy thì mình không có hơi để mình bơm. Đấy, con này chỉ có ô tô thì ô tô nó mới có cái tẩu thì các bác mới cắm được nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của hãng Toyota. Nó sản xuất để nó tặng cho nhân viên nhá, tặng cho những người mua xe ô tô của nó đây. Hàng của thương hiệu Toyota con này. Đấy, các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Này của hãng Toyota, nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhá. Đấy, mua ô tô của nó cho nên là hàng nó không có nhiều đâu, chỉ có giới hạn thôi các bác nhá. Đấy, lên cho em là bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô thì các bác có ô tô thì phải có cái này để trên ô tô, đề phòng khi mà mình hết hơi thì mình bơm vào để mình đến gara mình vá nhá. Bơm tẩu ô tô, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con bơm tẩu ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng đây nó sẽ là cảm ứng chuyển động. Về nhà các bác chỉ cần là đấu trực tiếp điện 220 vào đây cho em, sau đó thì mình sẽ xoáy bóng đèn vào đây. Đấy, xoáy đuôi đèn vào đây nhá, có cả ốc vít các thứ cho các bác này, rất là tiện này. Đấy, xoáy bóng đèn vào đây, đấu trực tiếp điện 220 cho em đây nhá. Hai dây này đấu trực tiếp điện 220 này, xoáy bóng đèn vào đây là xong đó. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Đấy, và có điều chỉnh sáng theo 30 giây này. Đấy, 16 giây, 30 giây và 300 giây nhé, tùy theo các bác điều chỉnh. Đấy, 300 giây thì nó vào khoảng 5 phút. Có người đi đến thì sáng mà có người đi qua thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá 60.000. Đuôi đèn cảm ứng này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 trong con đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì dùng để tắt bật rất là tiện luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Các bác mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship rồi, nha. Ok, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái keo vá tường nha. Nó sẽ là một cái dòng keo, nó giống như là sơn đặc các bạn. Đấy, giống như sơn đặc như này. Thì các bác dùng để mình vá lên các cái phần tường nào mà nó bị nứt này, bị bong chốc, bị thấm rột các bác nhá. Thì các bác vá vào cho em. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dạng là như này. Đấy, nó sẽ là dạng sơn đặc như này. Và các bác vá là một thời gian là nó sẽ khô đi nhá. Nó bám vào tường nó khô đi. Thì ví dụ như là các cái vết mà trẻ em nó vẽ bậy này, hoặc là các vết bong chốc của phần tường là các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một tip keo vá tường như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sơn tường rơi vỡ, gây mất thẩm mỹ, xử lý vấn đề trên ngay với keo. Có nên dùng keo vá vẫn nứt khe ở tường không anh ơi? Keo vá tường à? Phải thử mới được. Như này, chị Hồi trợ lý rùa sẽ là người giúp mình. Đây các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần vá lên cho em này là xong nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cho vào các cái khe nứt, khe hở, rồi các cái vị trí này. Đấy, các bác cho vào cho em rất là tiện luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. Đấy, giá rất hợp lý các bác nhá. Lên cho em là keo vá tường. Giá của nó thì chỉ có cho các bác là 80.000 tường rất là tiện dụng các bạn nhé. Cứ chỗ nào hở là mình xịt mấy ít ra, xong mình chát như là chát vữa ấy. Các bạn tham khảo nhé. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Lên cho em là keo vá tường rồi ok.